Mục thần ký tập 209, nhân hoàng ấn xuất thế, tập 210, chấn đỉnh, tập 211, chặn đánh thượng thương, tập 212. U Đô Phong Đô chúc các bạn xem video vui vẻ, thời điểm đó đổ tề chính là một cuồng nhân, bá đạo, vô địch, tịch mịch, hơn nữa còn đầy bụng kinh luân, không thô bị sống bây giờ. Hắn không chỉ có đao pháp tốt, học vấn cũng tốt, hắn viết thơ phóng khoáng không bị cản trở, bản thân cũng trở thành đại tài từ nổi tiếng đương thời, đao pháp của hắn gọi là thiên đao, người cũng gọi là thiên đao chiêu thức của hắn mỗi một chiêu đều sầu ý thơ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng thoải mái tràn trề nếu như nói tới bài danh văn chương trong tàn lão thôn như vậy xếp số một chính là người điếc xếp thứ hai chính là hắn hắn mặc dù biến thành điên điên khùng khùng mở mồm nói tục nhưng lúc ấy hắn là đại văn hào nổi tiếng khi đó hắn khiêu chiến tất cả cao thủ cho dù bạn công thố là đại tôn lâu lan hoàng kim cung cũng phải ngoan ngoãn trốn vào hoàng kim cung không dám láo đầu ra hắn thỏa thuê mãn nguyện ngoại trừ có đồ đệ đáng ghét ra hắn đời này đã viên mãn đương nhiên đồ đệ của hắn cũng rất cao minh gọi là bá sơn người xưng bá đao bốn năm mươi năm mưa gió mịt mù không gặp lại ngắm nhìn máy bay hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên đừng vội khoác lác hào kiệt kiếp sau là dân nguyện nhìn khắp biển trời cùng nhau đi tới một đường bình yên đồ tể khai sáng ra hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên chiến kỹ lưu phái bị hắn dẫn lên độ cao chưa từng có ngay lúc đó rất nhiều người trong giang hồ học đao chiến kỹ lưu phái thành chủ lưu vượt trên pháp thuật thần thông và kiếm thuật thần thông vào lúc đó rốt cuộc đồ tể nhìn không được xuất đao lên trời hắn không phải loại nhân vật như duyên khang quốc sư duyên khang quốc sư cầu biến pháp cải cách hắn cầu mong thống khoái sau khi ta khai sáng một chiêu này ta lập tức thí nghiệm đao pháp một đao kia cắt đồ trời đồ tể múa đao thì triển đao pháp chính là hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên một chiêu này của hắn thi triển không ra bất cứ uy lực gì chỉ là chiêu thức thi triển một lần hắn thu đao sắc mặt cổ quái lấy lại bình tĩnh dường như nhớ tới thời kỳ điên cuồng của bản thân. Sau đó ta thấy được cảnh tượng kỳ quái, bầu trời đã nứt ra, thiên ngoại không có ngôi sao. Ta rất cẩn thận, không có lập tức lên trời nhìn, mà là tìm kiếm các đồng bạn cùng chung trí, hướng, bọn họ đều tinh thông thuật toán. Tần mục hơi chấn động, đồ tể còn rất cẩn thận, tính khi hắn từ trước tới nay nóng nảy nhất, gặp được chuyện gì cũng vùi đầu làm, cũng xuất đào chém tới. Loại tính cách này, chỉ là đồ ra ra cố ý tạo nên giả tượng, người tin tưởng hắn là một mãng phu, kẻ đó chắc chắn đã chết. Tần Mục nói thầm, ngay sau đó ta xuất đao lần thứ hai, chém lên bầu trời, bằng hữu thuật toán của ta tính toán độ dày và độ cao của bầu trời, chẳng qua lần này xảy ra vấn đề, đồ tể không nói thêm gì nữa, sau một lúc lâu, chán nản nói, mấy vị bằng hữu của ta chết rồi, trong vết nứt ta chém ra xuất hiện một con mắt, con mắt thật to, con mắt cổ quái, con mắt kia làm ta cảm giác hồn phách rung động, dường như bị con mắt kéo ra khỏi thân thể, chẳng qua nhục thể của ta cực mạnh, tim đập đè ép nguyên thần, mấy bằng hữu của ta không ngăn cản được bọn họ khóe mắt hắn co giật lại im lặng một lúc ta không có lập tức giết lên trời tìm chủ nhân con mắt kia ta mang theo thi thể các bằng hữu về nhà của bọn họ cũng nhờ người nhà gian xếp hậu tán bọn họ đồ tể suy nghĩ xuất thần ta quỳ cầu người nhà bọn họ tha thứ trong đó có một người bạn là ca ca kết bái của ta đại tàu làm người rất tốt nàng cho ta một bạt tai sau đó đại tàu nói với ta cút có bao xa cút bao xa không được báo thù ta biết ý của nàng ta đi báo thù là phải chết nhưng ta vẫn đi hắn lộ ra nụ cười, nói với tần mục, bằng hữu của ta, ca ca ta, bị chết không minh bạch, đều chết vì ta, ta làm sao không báo thù. Nam Nhi tám thức thân, một thân cơ thịt, trong lồng ngực có khí phách, trong tay có đại đao, vì cái gì không báo thù, không thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đại tẩu yêu quý ta không muốn ta đi chịu chết, nhưng đao của ta và tâm của ta cương trực công chính, có thủ tất báo, cho nên ta tự mình nâng đao lên trời, hắc hắc, rất nhiều người đều nói ta là tên điên đúng không? Tần Mục Yên lặng gật đầu. Quá nhiều người nói Thiên Đao xuất Đao lên trời là người điên. Thiên Đao dứt lên trời chiến đấu với chúng thần. Bầu trời bóng tối, trời u ám, lôi đình đan sen. Trận chiến ấy có người nói Thiên Đao người mạnh nhất chiến kỹ lưu phái tẩu hòa nhập ma, khiêu chiến với trời. Một trận chiến này bị hậu nhân biến thành thần thoại. Thiên Đao bị chặt đứt người, máu tung thế gian. Chiến kỹ lưu phái không còn người mạnh nhất, nhưng vẫn hưng thịnh như cũ. Đến khi duyên khang quốc sư quật khởi, bởi vì chiến kỹ lưu phái rất thích tranh đấu tàn nhẫn hơi một tí giết người duyên khang quốc sư khiêu chiến toàn bộ chiến kỹ lưu phái giết rất nhiều cao thủ từ đây chiến kỹ lưu phái đi về hướng suy thoái ta giết lên bầu trời trời chỉ có dài như vậy đồ tề chập ngón trỏ và ngón cái với nhau nhiều nhất dài ba tấc tần mục dở khóc dở cười trời cao mười vạn dặm trời dày ba trăm trượng là hắn và đám người hư sinh hoa vương mộc nhiên lâm hiên tính ra đồ tề bình thường tùy tiện hơn nữa lại làm thơ ưa thích khoa trương ba tấc chỉ là hắn ví von ta giết lên trời thấy được rất nhiều trận pháp cổ quái đồ tây kinh ngạc nhìn trời trời chỉ rộng một tia bên trong có rất nhiều trận pháp tự vận hành cực kỳ phức tạp hiện ra nhật người tinh thần hình thái tinh hà tinh đấu ta lúc ấy giận điên người cảm thấy ông trời khốn kiếp là giả đáng thương đám mũi trâu của đạo môn mỗi ngày tính toán chu thiên tinh đấu kết quả tính ra là giả những lê dân bách tính còn ngày ngày bái mặt trời bái mặt trăng kết quả bái đều là đám đồ chơi này ta vừa muốn chém vỡ những thứ này nhìn xem các ngươi lừa gạt ai nhưng mà sau đó thiên đao gặp thần linh, thần linh thủ hộ những giả tượng kia. thiên đao đại chiến với chúng thần, bị chém đứt nửa người rơi xuống, nửa người dưới của hắn bị vu tôn đoạt đi, đồng thời còn cướp đi cánh tay thần linh bị chém. về sau bị tần mục trộm trở về, bây giờ còn nằm trong tay đồ tể. ta không có gặp được chủ nhân con mắt kia, cũng không thể báo thù cho những hảo hữu. ta áy náy, trong mắt đồ tể lộ ra vẻ điên cuồng, tinh thần ổn định như cũ. ta không mặt mũi nào trở về gặp người nhà các hảo hữu, không mặt mũi nào đi gặp đại tẩu cũng không mặt mũi nào đi chết những bằng hữu kia đang nhìn ta hắn như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười ta không thể cho bọn họ biết ta tàn phế cũng không thể cho bá sơn nhìn thấy dáng vẻ tàn tật của ta trên đời này chỉ có thiên đao chiến tử không có thiên đao kéo dài hơi tàn khi đó mưa vào tuyết ta liền bò đi bò đi bò tới đại khư trên mặt đất đều là nước bùn lạnh buốt là người mù nhặt ta về thôn người mù thối còn dùng chuyện này nói ta vẻ mặt đồ tệ ảm đạm nói năm ngoái cùng người mù rời khỏi đại khư ta vẫn là không có nhịn được đi gặp đại tẩu nàng già mắt đã mờ đầu óc không minh mẫn không nhận ra ta cháu nàng đi theo nàng nàng đã không thể bước đi chỉ có thể ngồi trên ghế dựa cháu của nàng nói lão thái thái nói nhiều nhất một câu chính là năm đó không nên để nhịn đệ đi mắt đồ tề rơi lệ giọng nói bình tĩnh như trước ta sống cùng nàng quãng thời gian cuối cùng nàng trước khi hấp hối còn nhắc tới ta nàng vẫn không biết ta đang ở bên cạnh nàng nàng nói là nàng hại ta tần mục im lặng đồ tề lại phấn chấn tinh thần nói mặc dù thời gian ta lên trời không dài nhưng lại nhìn thấy rất nhiều thứ nhật người tinh thần trên đời kỳ thực là không gian thu hẹp bên trong trận pháp ta nhìn giống như là giống như là hắn nhìn người điếc biến thành châu đực nói giống như một bức họa nhưng những nhật người tinh thần kia không phải thứ vẽ ra mà là tồn tại chân thật tự động vận chuyển giấu trong tranh thế giới vận hành trong bức tranh ta đã xem tranh của người điếc rất cao minh nhưng chưa làm được bước đó tần mục hơi ngẩn ra trong bức tranh có trận pháp hiện ra cảnh tượng nhật người tinh thần mỹ lệ bò o à. bên cạnh tần mục một con trâu đèn nổi giận đùng đùng kêu lên bên cạnh có mấy cái hươu yêu cái đang thông đồng với trâu đen đồ tể đuổi hươu yêu đi dùng dao mổ lợn gác lên đầu trâu ra giấu một cái trâu đen run lẩy bẩy đồ tể đâm vào cổ trâu tinh tế dọc ra trâu đám hươu yêu hoảng hốt chạy trốn người điếc lan ra khỏi da trâu oán giận nói đồ tể người suýt chút nữa làm ta bị thương bầu trời giống như một bức tranh nhưng lại không hoàn toàn là tranh bên trong có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, đều giống như bảo vật luyện chế mà thành. Một bức tranh bầu trời chân chính, duy trì trận pháp nhật người tinh thần vận chuyển mấy vạn năm. Người không được, tu vi người nông cạn, đồ tể cắm đao mổ lợn vào vỏ, nói, những thần linh trên trời chính là chó san thủ hộ thiên tượng, không phải thần linh chân chính. Bọn chúng rất mạnh, không yếu hơn những gia hỏa thượng thương kia, nhưng chủ nhân của thần nhãn kia, ta cũng không nhìn thấy hắn, hắn cũng không ở một giới này. Lúc ta đang dò xét thiên tượng là bị hắn phát giác, lúc này mới lấp ta một cái toàn bộ thế giới bao phủ trong tranh nhật nguyệt tinh thần tinh đấu tinh hà trong bức tranh đều là trận pháp bản thân có thể vận chuyển độ dày 300 trăm trượng cao 10 vạn dặm tần mục không chỉ đau đầu đây là thứ người có thể chế tạo ra lúc ấy ta cũng không nhìn thấy thiên ngoại vẻ mặt đồ tệ ảm đạm nói một đao của ta chỉ cắt thiên đồ không có cắt ra thứ phía sau khi đó nhục thể của ta mạnh đáng sợ ta vẫn không chết nhưng mà ta điên rồi trên thực tế cho tới bây giờ đồ tể thỉnh thoảng vẫn phát cơn điên thường thường chửi mắng ông trời có phần hận đời người của tàn lão thôn cả đám bị đả kích vô cùng thê thảm tâm linh và thân thể đều bị đả kích bao nhiêu cũng có phần hận đời ta cũng biết vẽ tranh ta có thể vẽ thứ nhìn thấy trên trời ra đồ tề nói ta vẽ không tốt như người điếc mục nhi cho ta thời gian mấy ngày ta sẽ vẽ những trận pháp này cho ngươi xem tần mục kinh ngạc không thôi đồ tề cạo lớn thô kịch khổng võ hữu lực cường tráng giống ngưu yêu truyền thế hơn nữa mặt mũi đầy dâu lúc dùng ra mổ lợn cạo dâu đều sẽ toát ra ánh lửa người thua lỗ như thế lại là thi họa xong tuyệt hơn nữa còn được tôn là thiên đao người điếc không kinh ngạc nói trong thôn chúng ta nội tình văn hóa kém nhất chính là người mù đồ tề làm thơ vẽ tranh đều là nhất đẳng hắn không có đặt toàn bộ tâm ý vào thi họa nếu không cũng đã ghi danh sử sách tần mục nhìn về phía người mù lại thấy hai mắt người mù lấp lánh lườm người điếc hai ngày qua đồ tề trốn trong phòng hắn không ngừng vẽ tranh tần mục không có đi quấy nhiễu hắn tư vân hương liên lạc thiếu niên tổ sư nói tổ sư đi tây thổ đang chạy về tần mục kinh ngạc tổ sư đi tây thổ chẳng lẽ có tình nhân cũ đúng vào lúc này lại có một giọng nói vang lên duyên khang quốc sư cầu kiến nhân hoàng tần mục xoay người lại hắn nhìn theo tiếng nói cười nói thiên vương cần gì khách khí như vậy nói thẳng tới gặp giáo chủ là được gọi nhân hoàng quá khách khí tư vân hương cực kỳ bái phục giáo chủ mặt dày ta thúc ngựa theo không kịp duyên khang quốc sư đi tới Đi vào trong sơn trang này, hắn ngạc nhiên đánh giá chung quanh, khen: "Tương lai công thành lui thân, ta cũng muốn tìm tới nơi phong cảnh hợp lòng người như vậy để hưởng niềm vui gia đình với thê nhi." Tần Mục chào đón, cười nói: "Thiên Vương tới đây có việc gì sao?" Duyên Khang Quốc sư nghiêm túc nói: "Ta cũng không phải lấy thân phận Thiên Vương Thiên Thánh giáo tới gặp giáo chủ, mà là lấy thân phận Quốc sư Duyên Khang Quốc tới gặp Nhân hoàng." "Xin Nhân hoàng giúp đỡ." Vẻ mặt Tần Mục nghiêm túc, mời Quốc sư nói: "Duyên Khang Quốc sư nhìn chung quanh, nói: "Lão Nhân hoàng ở đâu?" có thể hay mời ra nói chuyện hay không trưởng thôn đang phơi nắng uống trà hai người tìm được trưởng thôn nhìn thấy dược sư cùng trưởng thôn đang uống trà rất nhiều nữ tử vây quanh bưng nước trà tiến lên đặt bên môi bọn họ ngay cả tay cũng không cần dối khóe mắt duyên khang quốc sư co giật trong những nữ tử này còn có thái hậu nương nương hắn vội vàng che mặt giả bộ như không có trông thấy hắn vẫn không hợp với thái hậu nương nương thái hậu nhiều lần đối nghịch với hắn tiểu đầu vương phụ nguyên thanh hạ độc đầu độc thái hậu cũng là chủ ý của hắn dù sao hắn cũng là thần tử, nhìn thấy thái hậu đang hầu hạ nam tử khác, tự nhiên cần tránh hiểm nghi. Thái hậu nương nương nhìn thấy hắn, cười lạnh một tiếng, cũng không tránh đi. Dược sư thấy thế, cười nói, chỗ này tục sự quá nhiều, chúng ta đi địa phương khác, ta biết có một chỗ phong cảnh cực tốt, người mang theo nhạc cụ, chúng ta chơi đùa một lát. Các nữ tử vui mừng khôn xiết, ôm lấy dược sư rời đi. Duyên Khang quốc sư lúc này mới làm lễ ra mắt trưởng thôn, chờ tần mục ngồi xuống, lúc này mới ngồi xuống. Duyên Khang quốc dị tượng liên tục, xuất hiện rất nhiều bảo vật, trên dưới 100 tượng đá, chắc có lẽ không gạt được hai vị, hung hiểm trong đó không cần ta giải thích thì nhân hoàng cũng rõ ràng. Duyên Khang quốc sư đi thẳng vào vấn đề, nói, ta đến nơi này là mời nhân hoàng lấy ra nhân hoàng ấn, hiệu lệnh quần hùng thiên hạ, trình phạt thượng thương, xóa bỏ uy hiếp đẩy lấy dân bách tính vào thế nước sôi lửa bỏng Trường thôn kinh ngạc nhìn hắn, nói, quốc sư đã đi qua thượng thương chưa? Duyên Khang quốc sư lắc đầu, trưởng thôn nói, nếu như ngươi đi qua thượng thương, ngươi sẽ không nghĩ như thế ta đi qua thượng thương năm đó ta hiệu lệnh quần hùng ý định cá chết rách lưới với tây thổ và thượng thương cho nên mới không còn cánh tay không còn chân thượng thương không chỉ có thượng thương tứ quân còn có các ngụy thần khác thượng thương tứ quân không đủ gây sợ thẳng đến khi ta gặp một chân thần thần linh chân chính nét mặt già của hắn đầy nếp nhăn nếp nhăn rất sâu giống như lão nông đang cúi đầu cúc đất nếp nhăn trên mặt giống như đất đai hắn đang cày bừa chân thần có mọi phương diện đạt tới thần cảnh trường thôn không nhanh không chậm nói kiếm pháp của ta bại bởi kiếm pháp của hắn bị hắn chặt đứt hai chân và hai tay nhân hoàng dừng tại đây hắn nói như vậy sau đó ném ta đi như ném một thứ rác rưởi hắn nhìn duyên khang quốc sư một cái nói khi đó ngươi vừa ra đời không bao lâu không biết chuyện này cường giả theo ta đi thượng thương chết liền chết trốn thì trốn nhân hoàng ta thua thua không còn manh giáp kiếm pháp của ngươi hiện tại đã vượt qua kiếm đạo còn kém hơn ta nếu như đi thượng thương kết quả cũng giống nhau Duyên Khang Quốc Sư cao mày, như vậy, ta phải làm thế nào, không đi thượng thương, ngăn chặn thượng thương, trưởng thôn nói, ai từ thượng thương xuống, chúng ta đều giết, xuống một, giết một, đều xuống, đều giết, không cần lo lắng chân thần kia, hắn muốn xuống cũng cần đầy đủ huyết nhục cung tế. Như vậy, Duyên Khang Quốc Sư nhìn về phía tần mục, trầm giọng nói, xin mời nhân hoàng ấn, tần mục cầm lấy đại ấn đen gì, khối đại ấn không chút thu hút, nó là thứ các tộc dân bảo vật tốt nhất của mình cùng rèn đúc tạo thành tượng trưng cho quyền lực nhân hoàng. Tần mục cao mày, hắn lấy đại ấn này ra, như vậy cho thấy nhân hoàng như hắn từ sau màn đi tới trước sân khấu, sẽ mang cho hắn rất nhiều nguy hiểm. Giống như trường thôn năm đó, làm nhân hoàng, không thể không vào sống ra chết vì nhân tộc, thậm chí có chút ám tiễn đến từ nhân tộc. Dựa theo người trong thôn chỉ bảo, bảo vật như nhân hoàng ấn có thể ném bao xa liền ném bao xa. Chẳng qua người trong thôn còn chỉ bảo hắn phải có trách nhiệm, có tâm trách nhiệm, chín lão nhân trong thôn dạy bảo hắn rất nhiều về khác nhau, có đôi khi còn rất mâu thuẫn hắn cần bản thân lựa chọn, tuân theo tâm ý của mình. Tần mục hít sâu một hơi, nói, trưởng thôn, vận dụng cái ấn này như thế nào? Trưởng thôn nói, người rót nguyên khí bản thân vào trong ấn, chúng ta tới giúp người một tay. Tần mục thôi thúc nguyên khí tràn vào bên trong nhân hoàng ấn, nhân hoàng ấn giống như một khối sắt đen lại tỏa ra tinh thần ba động, nó chuyển từ trong ấn và phản hồi tới chủ nhân. Tần mục cảm giác đầu óc nổ vang, dường như trong ấn cất giấu một đám cường giả bất khuất, một đám tinh thần bất khuất, hắn cảm thấy hoảng hốt, dường như nhìn thấy có một đám người quần áo rách tả tươi tới gần mình phía sau những người này là vô số lê dân bách tính các môn các phái trong duyên khang quốc và nhiều chủng tộc khác đó là tổ tiên của những người sống trên vùng đất này gương mặt bọn họ xanh xao khuôn mặt đầy gian nan vất vả và dấu vết chiến tranh lưu lại không ít người tàn tật trong ánh mắt của bọn họ còn mang theo đau thương cùng hoảng sợ đó là một đoạn lịch sử đáng sợ tai nạn trải rộng thần ma làm hại chính nhân hoàng dẫn theo bọn họ lập nghiệp trong gian nan khổ cực đi tới mảnh đất mới này bọn họ công hiến bảo vật của mình, cũng khắc lạc ấn tinh thần của mình vào bên trong, đúc bảo vật, luyện thành một khối đại ấn, rất cung kính hiến cho người này, người cầm ấn này, đó là nhân hoàng, tinh thần bọn họ tạo thành chấn động nổ vang trong đầu tần mục, nhân hoàng ấn xuất, ai cũng cùng theo, tâm thần tần mục rung động, vào lúc này, duyên khang quốc sư và trưởng thôn rót pháp lực vào, cũng kích phát nhân hoàng ấn, nhân hoàng ấn bay lên không trung nó tỏa ra ánh sáng chói mắt, trong ấn có tinh thần bất khuất không chịu khuất phục, đó là các tổ sư khai sáng tông phái khai sáng quốc gia hư ảnh hình chiếu đế hoàng xuất hiện lạc ấn trong thiên địa thân thể vĩ đại tinh thần ba động truyền khắp bốn phương tám hướng người có huyết mạch và truyền thừa tương đồng sẽ nghe theo tổ tiên triệu hoán kêu gọi bọn họ đến đây đó là lời hứa của bọn họ tổ tông bọn họ cảm niệm ân tình nhân hoàng và đưa ra hứa hẹn bất hủ nhân hoàng ấn xuất ai cũng cùng theo tổ tiên của bọn họ ưng thuận hứa hẹn vào hai vạn năm trước cho dù đã qua hai vạn năm bọn họ cũng cần tuân thủ sau một lúc lâu trường thôn và duyên khang quốc sư thu hồi pháp lực tần mục cũng giải tán nguyên khí của mình tâm thần sao động đây chính là nhân hoàng ấn là bảo vật các tộc và các phái cùng tiến hiến cho nhân hoàng nó không có bất cứ uy lực gì nhưng lại có lực hiệu triệu to lớn trường thôn lạnh nhạt nói chúng ta ở nơi này chờ vài ngày người nên tới sẽ tới duyên khang quốc sư nói xin hỏi sẽ có bao nhiêu cao thủ tới cường giả thần kiều bình thường tới cũng không dùng được tới bao nhiêu đều là chịu chết trường thôn cười nói dám đến có thể tới tự nhiên đều là cao thủ duyên khang quốc sư cũng không yên lòng đa số cao thủ trên thế gian đều tập trung trong thánh địa có thể đặt song song với bọn họ cũng chính là lão như lai lão đạo chủ và cao thủ tiểu ngọc kinh tiểu ngọc kinh không tranh quyền thế lão như lai và lão đạo chủ thoái vị có thể tới quả thực không nhiều tần mục hơi chấn động nói vừa rồi ta nhìn thấy những bóng mờ kia dường như không chỉ có nhân tộc còn có các chủng tộc khác duyên khang quốc sư nói ta cũng nhìn thấy rất nhiều chủng tộc kỳ dị trưởng thôn nói năm đó nhân hoàng cứu các chủng tộc cũng không chỉ có nhân tộc có chút chủng tộc nhường đại lục duyên khang này và đi xa tha hương tìm kiếm lãnh địa khác duyên khang quốc sư lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi bọn họ đi hải ngoại sao đông hải một hải đảo to lớn đang di động trong biển rộng trên hải đảo có một chủng tộc kỳ dị sinh sống nam tử có sừng dài trên đỉnh đầu lấy đánh cá mà sống nữ tử không có sừng những nam tử kia nhảy vào trong biển thân thể hóa thành từng con cá voi cũng mang theo sừng xoắn ốc trên đầu bọn họ bơi lội trong nước như bay hải quái trong biển cũng không phải đối thủ của bọn họ mỗi khi thu hoạch cá những cá voi này tung người nhảy lên đảo lúc rơi xuống đất lại hóa thành nam tử hai tay nâng cá thu hoạch đi vào thôn xóm đột nhiên hầu như tất cả người trên hòn đảo đều sinh ra cảm ứng từ huyết mạch nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía lục địa xa xôi nhân hoàng ấn triệu hoán trong thần điện trung tâm trên đảo tâm thần các trường lão áo khoác trắng rung động vội vàng nói mau mau đánh thức lão tổ ngang dưới đáy biển xuất hiện tiếng cá voi giống lớn hải đảo lay động toàn bộ hải đảo nằm trên lưng cá voi to lớn con cá voi tỉnh lại phun ra cột nước cao mấy trăm trượng nơi xa lại có mấy tòa hải đảo bay tới đó là từng con cá voi một đám người từ trên đảo bay tới thần điện rời khỏi đầu cá voi kia đi tới hải đảo khác chỉ thấy đầu cá voi kia chậm rãi tiến vào trong nước sau một lúc lâu một nam từ hùng trán cởi trần leo lên hải đảo bên trong hải vương điện tất cả trường lão áo khoác trắng chờ đợi đã lâu nhìn thấy nam từ hùng trắng kia bọn họ không người nói bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube Di Cáp Phim. Côn Vương, tổ tiên côn tộc hai vạn năm trước ưng thuận lời hứa, nó vẫn chảy trong máu chúng ta. Hứa hẹn hai vạn năm trước, đến nay hữu hiệu, Côn Vương nhìn chung quanh một vòng, nói, nhân hoàng ấn đang kêu gọi ta, ta tự mình đi một chuyến, mời thánh vật. Tất cả trường lão áo trắng đứng sang hai bên, chỉ thấy tế đàn chính giữa hải phương điện cắm một thanh trường mâu vàng óng, nó là sừng dài hình xoắn ốc. Côn Vương tế bái một phen, xuất sừng dài ra, toàn bộ hải đảo sinh ra sóng gió ngập trời các trưởng lão áo khoác trắng cung tiễn côn vương nắm lấy kim mô chạy nhanh hắn phóng vào biển hóa thành cá voi sừng dài tiến lên như bay chạy về phía duyên khang côn vương nhảy vào trong biển nhưng vào lúc này trên trời có chim lớn bay qua dương cánh mấy chục mẫu con chim lớn nhìn thấy hắn đột nhiên thân thể xoay tròn cũng lao đi như mũi tên vô số lông vũ tung bay đáp xuống trước người côn vương và hóa thành một nữ tử hai cái chân là vuốt chim trên đầu có lông vũ làm thành chim đầu diều Côn Vương cười nói, Dực Vương, ngươi cũng tới. Cô gái kia nói, Nhân Hoàng Ấn triệu hoán lần thứ hai, muốn chúng ta thực hiện hứa hẹn tổ tiên năm xưa, tại sao không tới? Đột nhiên, biển cả cuồn cuộn, một mai rùa đen kỳ tạo thành chiến hạm trồi lên mặt biển, nhảy ra khỏi mặt nước, mặt biển chấn động vài lần mới ổn định lại, kéo cờ, trên thuyền có tiếng nói vang lên, soạt, cờ lớn đẫm nước tung bay, phía trên vẽ hình rùa rắn, bên trong tiểu ngọc kinh, lão như lai khẽ nhíu mày, thở dài, vốn cho rằng thanh tịnh, không nghĩ tới vẫn phải xuống núi lão đạo chủ cười nói nếu chúng ta không xuống núi người thừa kế của chúng ta sẽ xuống núi bọn họ chẳng phải chịu chết sao đi thôi lão như lai gật đầu thở dài đứng dậy theo hắn rời khỏi tường ngọc kinh duyên khang hà châu buổi sáng biển sương mù mênh mông tướng sĩ phòng ngự hà châu thành nhiều năm sau cũng khó quên việc này trên mặt biển tối tam chính là sương mù dày đặc một con cá voi một sừng nghề ra khỏi biển thân thể cá voi to lớn bay qua đầu bọn họ giống như hóa thành đám mai đen bao phủ bến tàu hà châu thành sau đó cá voi càng ngày càng nhỏ cũng đáp xuống tòa thành các tướng sĩ trong thành tỉnh táo lại lại nhìn thấy bóng đen lớn lao đi trên mặt biển đó là chiếc thuyền may rùa thân thuyền còn gắn rất nhiều vò sò so. một lá cờ huyền vũ đón gió biển tung bay chiếc thuyền lớn này tiến thẳng tới bến tàu mắt thấy sắp đâm vào bến tàu đột nhiên chiếc thuyền mai rùa cách mặt đất mấy chục trượng nó mọc ra bốn chân từng chiếc lâu thuyền đi vào trong thành tướng sĩ trong thành ngơ ngác nhìn thuyền lớn đi qua trước mặt bọn họ nhìn thấy trên thuyền có đằng xà quấn quanh cự xà vũ cánh cũng quấn quanh của thuyền binh sĩ trên thuyền có dung mạo kỳ lạ mai rùa thân người thân quấn đằng xà hình thành quan hệ cộng sinh cổ quái đàm châu cũng gặp phải quái sự đàm châu dùng đầm lầy làm tên ngoài thành nội thành có hơn ngàn miệng đầm sâu đầm sâu không thấy đáy hôm nay đột nhiên ngàn đầm khô cạn tất cả cá trong đầm nước biến mất không thấy gì nữa rất nhiều người nhìn vào trong đầm nhìn thấy dưới đầm sâu không thấy đáy chính là những cánh cửa màu xanh đàm châu phủ doãn hạ lệnh bảo người xuống đầm điều tra hồi báo nói cánh cửa dưới đầm dùng phong ấn khóa lại không cách nào mở ra phủ doãn nghi ngờ không thôi vào lúc này đột nhiên cánh cửa thanh đồng mở ra bên trong là nam tử mọc vẩy khắp người đi ra xoay người lại khóa cửa hét vào trong cửa biết biết bà nương đáng ghét nhân hoàng gọi ta ta cũng đáp lại lời hứa tổ tiên đi trợ giúp ta không thích tàn nhẫn tranh đấu ta là người tính khí tốt nhất trong thổ hành tộc nhìn cái gì nhìn nữa ta dùng quyền đánh nát đầu gối của ngươi ta không nói ngươi ta nói đám cử nhân dế nhiễu trên cao ta biết khóa cửa ngươi còn dài dòng hơn cả mẫu thân ta đám người giàm châu phủ doãn đứng bên cạnh đầm nhìn thấy một người dài ngắn chừng năm xích trên mặt mọc đầy sợi dâu thận trọng khóa cửa lớn thanh đồng lại sau đó leo lên bờ đàm châu phủ doãn tiến lên hiếu kỳ nói vị sư huynh này người mọc đầy vẩy kia đề phòng nhìn hắn cư nhân dế nhiễu đừng nghĩ đánh chủ ý lên thổ hành tộc chúng ta lúc trước chúng ta quy định xong rồi trên mặt đất là của đám cư nhân dế nhiễu các ngươi lòng đất là của chúng ta đàm châu phủ doãn nghẹn họng nhìn chân chối lại thấy người kia nói vọng vào trong đầm bà nương đổ nước tránh đám người khổng lồ này đoạt thế giới của chúng ta trong đầm sinh ra sóng nước cuồn cuộn cái đầm nhanh chóng đầy nước lại là màu xanh biếc trong nước có rất nhiều cá đàm châu phủ doãn đang muốn hỏi đột nhiên nhìn thấy người kia chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa đám người đàm châu phủ doãn nghẹn họng nhìn chân chối lòng đất còn có người ở bọn họ làm sao sống được trong lòng đất phía nam liễu châu cung phụng liễu tiên tại đây có sự kiện cây liễu thành tinh hóa thanh long bay đi khắp nơi trên cả nước liên tục xảy ra chuyện kỳ quái lúc này các lời đồn xuất hiện ở mỹ mục nhi đây chính là trận pháp ta nhìn thấy trên bầu trời ta chưa kịp kiểm tra rõ ràng chỉ có thể nhớ lại bao nhiêu đây trong sơn trang đồ tể cũng giao bức vẽ trận pháp nhật nguyệt tinh thần cho tần mục tần mục cảm thấy ra đầu tê dại nhìn thấy trong cung điện xuất hiện rất nhiều hình vẽ hắn nhặt lên một tấm tinh đồ đồ tể vẽ ngôi sao bề ngoài là một vì sao nhưng bên trong có cấu tạo cực kỳ phức tạp tương đối dường và ngôi sao này là khôi tinh hình vẽ trận pháp của hắn mơ hồ hiện ra hình ảnh quỷ thần đầy nanh vuốt một tay nhấc bút một tay kim ấn dưới chân là tế đàn ngư long hắn lại nhặt lên một tấm tinh đồ tinh đồ là tham lang tinh trận pháp hiện ra hình vẽ long quy dưới chân cũng có một tế đàn tần mục cao mày hắn quan sát từng bức tinh đồ đại bộ phận hình vẽ những ngôi sao này đều là trận pháp hình thành tế đàn bên trong ngôi sao lại có hình vẽ hình thành thần ma những trận pháp thần ma và tế đàn dùng làm gì là để thiên tượng vận chuyển hay có tác dụng khác trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy bất an nếu như chỉ duy trì bầu trời sao giả dối vận chuyển nó không cần phức tạp như vậy chỉ cần những trận pháp này phát sáng là đủ nếu có thể dùng biện pháp đơn giản giải quyết vấn đề vì sao phải làm cho phức tạp như vậy những tế đàn này giống như tế đàn xương tráng ta dùng triệu hoán đô thiên ma vương kết cấu trận pháp không giống nhau mà thôi. Tần mục có cảm giác sợ tóc gáy, trên bầu trời có vô số ngôi sao, bên trong cất giấu vô số tế đàn, tế đàn dùng để triệu hoán thần ma. Thường nghĩ xem, nếu như một ngày nào xuất hiện huyết tế, những thần ma kia hàng lâm, có hàng vạn thần ma cùng hạ giới, đây là việc kinh khủng cỡ nào. Đừng nói Duyên Khang, chỉ sợ thời kỳ khai hoàng năm xưa cũng bị phá hủy. Duyên Khang quốc căn bản không đáng dùng nhiều khí lực như vậy để phòng bị, như vậy giả tượng đang phòng bị cái gì, hắn trăm mối không lời giải đáp đồ tề vẽ trận pháp tinh đồ đều tàn khuyết không đầy đủ hắn không có thời gian nghiên cứu trận pháp giả tượng thì gặp thần linh chặn đường hắn vẫn có thể vẽ ra mơ hồ tần mục áp chế khiếp sợ trong lòng tiếp tục kiểm tra kết cấu những trận pháp này cao mày thật sâu đột nhiên nói đồ ra ra trình độ trận pháp của người thế nào đồ tề đàng hoàng nói qua loa không bằng người mù ta đi mời mù ra ra đến xem tần mục tìm người mù đến mời hắn quan sát nói những trận pháp này rất kỳ lạ lúc trước ta chưa bao giờ nhìn thấy trận pháp này mù ra ra người có gặp qua trận pháp có kết cấu tương tự chưa người mù quan sát tranh vẽ một hồi sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lắc đầu nói chưa từng thấy qua kết cấu trận pháp này kỳ lạ thật sự kỳ lạ những trận pháp tinh đồ này đều ẩn chứa thân thể thần ma lại giống như nhiệt nguyệt tinh thần đang tỏa sáng kết cấu loại trận pháp này không đơn giản đáng tiếc những trận pháp này không đầy đủ đồ tể nói thời gian quá ngắn ta chỉ có thể nhớ những thứ này người mù kiểm tra cẩn thận tính toán nói những trận pháp này là kết cấu thân thể thần ma thật ra cũng giải tỏa kết cấu thân thể thần ma mổ heo người biết nó có ý nghĩa gì không đồ tể suy nghĩ nói ý của người là nếu như thần thông giả sắp xếp dựa theo kết cấu trận pháp này có thể nắm giữ uy lực thần ma nội tâm tần mục chấn động nếu luyện khí sĩ sắp xếp dựa theo trận pháp này thôi thúc trận pháp tương đương với thần ma tại thế thúc dục trận pháp như vậy uy lực kinh người cỡ nào đáng tiếc không phải trận pháp hoàn chỉnh người mù lắc đầu nói người vẽ lên nhiều như vậy không có cái nào là hoàn chỉnh. Trừ việc này ra, còn có một khả năng, trong ánh mắt của hắn tỏa ra ánh sáng kinh người, hắn đi ra ngoài điện, ngừng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, kết cấu những trận pháp này có đường đi vận khí của thần ma, bên trong trận pháp của mỗi ngôi sao có thể là một bộ công pháp thần ma hoàn chỉnh, một bảo khố lớn lao đang giấu trên trời, đáng tiếc không thể tự mình đi nơi đó xem, tần mục chấn động, một ngôi sao, đại biểu cho một loại công pháp thần ma, nhân người tinh thần tinh tú tinh đấu trên bầu trời nhiều thế nào, chẳng phải đang nói bên trong thiên đồ cất dấu hàng vạn công pháp thần ma ba đại thánh địa đạo môn đại lôi âm tự và thiên thánh giáo tuyệt học của bọn họ đều được khen là công pháp thành thần thành phật thành ma có thể sừng sững đến nay không ngã tác dụng của ba môn tuyệt học này không thể xem thường trên bầu trời có hàng vạn công pháp sánh ngang tuyệt học ba thánh địa suy nghĩ một chút đã làm người ta kích động sau kích động tần một cảm giác sợ hãi và kinh khủng đại sợ hãi đại khủng bố hy vọng vùng trời này vĩnh viễn sẽ không bị nhiễm máu tươi nếu không nội tâm hắn run rẩy làm bầu trời duyên khang quốc bị máu tươi nhiễm đỏ liệt nguyệt tinh thần trên bầu trời sẽ biến thành từng thần ma đáng sợ giáng lâm đó là cảnh tượng tận thế đột nhiên tần mục sinh ra suy nghĩ hắn nhìn sang phương đông nhìn thấy thuyền mai rùa lao vun vút trong núi rừng cự quy như thuyền đằng xà vỗ cánh cờ lớn tung bay duyên khang quốc sư cũng phát giác động tính hắn đi tới bên cạnh tần mục và nhìn sang phía đông lũ lụt tạo thành một cơn sóng lớn trên sóng lớn bên chính là đại hán cởi trần ngực cầm kim mâu màu vàng trong tay trên không có nữ hai mọc ra hai cánh đang phi hành cánh chim chấn động phong vân cuồn cuộn sấm sét đáng sợ đến rồi quả nhiên đến rồi trường thôn bay lên lộ ra vẻ kích động ta già bọn họ nhưng còn không già bọn họ còn sống thuyền mai rùa xuất hiện bên ngoài sơn trang đột nhiên dừng lại một đám người huyền vũ tộc từ trên thuyền mai rùa hạ xuống đằng xà trên thuyền mai rùa bay lượn đầu thuyền chấn động một cái đầu to lớn xuất hiện giữa mũi miệng phun ra ánh lửa và khói đặc con mắt nhìn bốn phía nói huyền vũ tộc huyền thánh vũ bài kiến nhân hoàng tráng hán điều khiển sóng nước cũng đáp xuống soạt một tiếng và đáp ở phía sau sơn trang sóng lớn sau lưng biến mất côn tộc côn vương bài kiến nhân hoàng nữ từ trên không trung thu hai cánh lại quấn quanh cánh chim đáp xuống mặt đất dực tộc dực vương đáp ứng lời mời đến đây tần mục vội vàng lấy nhân hoàng ấn ra nâng trong tay tiến lên đón đến nói các vị đường xa đến đây cảm kích khôn cùng mời vào trong sơn trang côn vương dược vương và huyền thánh vũ kinh ngạc đột nhiên thuyền huyền vũ chấn động càng ngày càng nhỏ hóa thành nam tử mai rùa đôi rắn hùng tráng nhỏ giọng nói nhân hoàng càng sống càng trẻ trước kia là trung niên cô vương nói thánh vũ huynh người nói nhân hoàng kia hơn phân nửa đã chết đi nhân tộc không giống chúng ta không sống được thời gian dài như vậy huyền thánh vũ thở phào nhẹ nhõm cười nói chết đi tốt chết đi tốt ra hỏa kia luôn luôn không có việc gì cứ kiếm chuyện ngày ngày hận đời tìm chúng ta làm cái này làm cái kia phiền cũng phiền chết trường thôn vốn muốn bay ra gặp người xưa nghe vậy liền dừng lại hậm hực không nói đột nhiên trong lòng đất có tiếng người nói to tộc trưởng thổ hành thần tộc thổ hành ai nha mặt đất chấn động trước cửa sơn trang xuất hiện cái đầu trên đầu còn có một cục u đỏ rực nộ khí trùng thiên ra hỏa này không có lương tâm lại luyện tảng đá cứng như vậy đầu lớn như cái đấu trên đầu có một bọc máu nhỏ chui từ lòng đất ra ngoài hắn không cao chỉ cao năm xích trên mặt mọc đầy râu Tần Mục vội vàng nói, tộc trường thổ hành thần tộc, sơn trang này là thượng thương tứ quân luyện chế, hạ đủ tiền vốn, lại là đám hỗn chứng kia. Người kia nhảy lên, hắn vừa đáp xuống đất, thân thể của hắn mặc dù thấp bé thế nhưng nặng nề kinh người, ngửa đầu nói, thổ, cự nhân, người chính là nhân hoàng sao, tên nhân hoàng vinh váo tận trời lúc trước đã chết đi, hắn không đợi Tần Mục trả lời, vô cùng vui vẻ nói, bị chết tốt, bị chết không, nhất định phải chết già đúng không, ha 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 ha, ta biết tên này chết già, ngày ngày vanh vó ngút trời hơi một tí liền bảo chúng ta chơi trò phản công chơi lần một lần hai lần cũng thôi thường đi bờ sông sẽ ướt dày hắn chơi nhiều lần sớm muộn gì cũng bị lật thuyền trong mương hiện tại chết rồi sao tần mục quay đầu nhìn sang hắn không nhìn thấy trường thôn ở nơi nào nói thầm vừa rồi trường thôn còn ở nơi này hiện tại chạy đi đâu rồi ta là thổ hành thần tộc thổ hành phong tộc trưởng đương thời tổ tiên ta là thổ địa công thời kỳ khai hoàng chúng ta rất thấp bé ngươi có lẽ nhìn thấy miếu thổ địa trong đại khư đúng không? Chính là cúng lão tổ tông của chúng ta. Người này rất hay nói, lại nói rất nhanh, bộ tộc chúng ta rất biết sinh con, bởi vậy thổ địa công thời kỳ khai hoàng có mặt ở khắp nơi, đâu đâu cũng có miếu thổ địa, đỉnh núi nào cũng có thổ hành thần tộc, nhưng huyết thống của chúng ta càng tốt sẽ càng thấp bé. Từ khi thời kỳ khai hoàng kết thúc, huyết thống bộ tộc chúng ta càng kém, càng ngày càng cao, những thổ hành thần tộc càng cao sẽ bị tổ tông khinh bỉ. Đúng rồi, ta có 28 huynh đệ, ta là lão đại, nhị đệ ta gọi là tần mục ho khan một tiếng nói mời các vị vào trong đột nhiên một cơn yêu phong bay tới yêu phong dừng lại năm nam nữ hình dạng khác nhau đứng trong yêu phong nói thủ lĩnh yêu tộc ngũ tiên lão nhân đáp ứng lời mời tới gặp nhân hoàng tần mục kinh ngạc duyên khang quốc sư đứng bên cạnh hắn nói năm người này đều là yêu tộc thực lực cực mạnh nội tâm tần mục hơi chấn động ngũ tiên là cách gọi dân gian cho hồ hoàng bạch liễu hôi Hồ tiên là hồ ly, hoàng tiên là trồn, bạch tiên là con nhím, liễu tiên là rắn, hôi tiên là chuột. Nam vị thủ lĩnh yêu tộc chính là tinh quái của nam tộc yêu tộc, có lẽ đệ nhất nhân hoàng năm đó cứu thế cũng cứu cả yêu tộc, bởi vậy thủ lĩnh yêu tộc cũng tiến hiến vật quý, cùng luyện chế ra nhân hoàng ấn. Nam vị mời Tần mục mời mọi người vào sơn trang, đi vào chủ điện và ngồi xuống. Trường thôn cũng tới, mọi người nhìn lão đầu bị chém thành nhân côn, nhất thời không nhận ra, trừ trưởng thôn ra, đồ Tể, người câm, người mù mã gia người què người điếc dược sư và tư bà bà cũng ngồi vào chỗ thủ hành phong không ngừng nhìn về phía trưởng thôn cảm thấy hắn quen mặt trưởng thôn cảm thấy xấu hổ sau một lúc lâu lại có thanh u sơn nhân mang theo hai lão già u hà và du vân đến cũng hành lễ với tần mục lại hành lễ với trưởng thôn đến chậm tiểu thanh tử tiểu u tử và lão du tử thủ hành phong rất vui nhảy dựng lên nói to các ngươi còn sống ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết rồi tiểu thanh tử người có gia tình tốt nhất với nhân hoàng đời trước tên khốn nạn kia chết chưa thanh u sơn nhân xấu hổ vội vàng chỉ về phía trưởng thôn nói lão nhân hoàng không phải đang có mặt ở đây sao trưởng thôn vô cùng xấu hổ đám người thủ hành phong cười ha ha nhao nhao tiến lên đã sớm nhận ra ngươi chỉ muốn chơi đùa với ngươi thôi mặc dù ngươi bình thường cứ gọi chúng ta đến đây nhưng chúng ta cũng rất hoài niệm năm tháng ở cùng ngươi đấy có thể sinh thời sóng vai chiến đấu với ngươi là vinh hạnh lớn lao của chúng ta trưởng thôn đột nhiên lệ rơi đầy mặt nghẹn ngào nói không ra lời. Duyên Khang quốc sư cảm khái, kiếm thần đời trước có nhiều hào hữu trí giao như vậy, đây là điểm hắn không thể làm được. Lão Như Lai và lão đạo chủ cũng đến, mọi người cũng huyên náo một phen. Nhân tộc vẫn cường thịnh, không hổ là chủng tộc chiếm cứ lục địa. Côn Vương nhìn thấy cao thủ nhân tộc tới nhiều nhất, chủng tộc khác tính gộp lại cũng chỉ là có thể sánh ngang nhân tộc, thậm chí còn hơi kém. Đội Tâm cũng cảm khái, Liễu Tiên nhìn về phía Tần Mục nói, lần này nhân hoàng sử dụng nhân hoàng ấn, có phần công gì không? Liễu Tiên là nữ tử, tên nghe giống như cây liễu thành tinh nhưng kỳ thật là thanh xà huyết mạch thanh long thành tinh liễu tiên sống không biết bao lâu mặc dù nàng tự xưng lão tiên nhưng dung mạo không lớn tuổi nhân tộc nhiều nhất nắm giữ hơn 800 năm thọ nguyên thọ nguyên chủng tộc khác lại vượt qua hạn chế này rốt cuộc liễu tiên sống bao lâu tần mục nhìn không ra chẳng qua đa số cường giả đáp ứng lời mời đến đây đã từng chiến đấu với trưởng thôn tuổi tác sẽ không nhỏ bốn tiên khác là bạch tiên hoàng tiên hôi tiên đều là nam tử hồ tiên là nữ tử ngăn chặn thượng thương Tần Mục nhìn chung quanh một vòng, nói, các vị sư huynh, sư tỷ, có lẽ cũng nhìn thấy tượng đá và bảo vật khắp duyên khang chứ. Thần linh thượng thương phong thích bảo vật đến đây hàng thiên tài, dẫn động thiên tượng, động đất, núi lửa, sấm chớp, mưa bão, mưa gió, tất cả đều giáng xuống, sinh linh trong thiên địa sống nổi sao. Mọi người cao mày, trên đường bọn họ tới đây đã chú ý thấy có nhiều tượng đá. Nếu như quả thật như Tần Mục nói, tài kiếp bộc phát, mỗi chủng tộc của bọn họ cũng khó thoát tài ương diệt vong. Duyên Khang Quốc Sư nói, trước khi ta tới đây, ta cũng mang theo bảo vật trong lòng đất tới, mời các vị xem, hắn lấy ra một cái túi thao thiết, thận trọng mở túi thao thiết ra, vận chuyển pháp lực nâng một cái đỉnh màu đỏ bay ra ngoài, cực kỳ thận trọng đặt dưới đất, mọi người tiến lên quan sát tỉ mỉ, cái đỉnh có màu đỏ thẫm, có hỏa diễm tràn ra khỏi đỉnh, thỉnh thoảng bắn ra từng đóa hỏa diễm bay quanh cái đỉnh, phạm vi gần mẫu, trong đỉnh đóng kín, một cái nắp ngăn chặn miệng đỉnh, chung quanh cái đỉnh có phong ấn, dường như trong đỉnh ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng khiếp đang không ngừng chấn động cung điện cũng không ngừng chấn động ngói lưu ly trên đỉnh điện phát ra tiếng vang rất có quy luật toàn bộ sơn trang cũng chấn động cây cối lay động nhẹ nhàng duyên khang quốc sư cực kỳ cẩn thận dường như sợ xúc động năng lượng trong đỉnh cuồng bạo đây là chấn đỉnh thủ hành phong quay chung quanh cái đỉnh hai vòng giọng nói như sấm bên trong chấn đỉnh cất giấu năng lượng động đất nếu như bộc phát hàng vạn ngọn núi trong duyên khang quốc sẽ sụp đổ tổ thượng của ta đã từng phụng lệnh hoàng đế luyện chế qua loại bảo vật này dùng để thu thập năng lượng động đất hắn lấy một cây chùy đầu nhọn đầu chùy phía trước vùng vức sau chùy có sừng nhọn sắc bén hắn đánh vào chấn đỉnh một cái duyên khang quốc sư đang muốn ngăn cản đã không kịp trong sơn trang bình an vô sự dãy núi cách sơn trang trăm dặm chấn động giống như đang khiêu vũ dãy núi lay động đất đai tung bay núi đá nứt toác vô số cây cối sụp đổ trong nháy mắt thanh u sơn nhân giận dữ đưa tay túm lấy cây búa trong tay hắn nhưng suýt nữa bị cây búa ép nằm dạp xuống đất vội vàng buông tay tức giận nói linh ba tớc người điên sao Thổ hành phong nhặt cây chùy lên cử trọng nhược khinh nói ta hiểu rõ thứ này đập một cái không có việc gì chung quanh đây hoang vu cũng không có người lân cận không có người nào chứ tần mục lắc đầu lân cận không người cư trú chẳng qua thổ hành tộc trưởng không nên làm việc lỗ mảng, ta đi thử một chút huyền vũ tộc trưởng huyền thánh vũ tiến lên trầm giọng nói đinh ba tấc người đánh chấn đình ta xem ta có thể ngăn động đất hay không ánh mắt thổ hành phong sáng lên cười nói huyền vũ thuẫn mệnh danh phòng ngự mạnh nhất nói không chứng ngươi có thể ngăn cản chấn đỉnh xung kích. Tốt, chúng ta thử xem. Tần mục đang muốn ngăn cản, đột nhiên tư bà bà đưa tay ngăn lại, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Mục nhi, bọn họ kính trọng chính là nhân hoàng ấn, cũng không phải là ngươi, sẽ không nghe lời ngươi. Cho bọn họ thử, bọn họ không làm tới mức đầu rơi máu chảy sẽ không đi theo người đối kháng thượng thương. Tần mục lúc này không khuyên can, nói, quốc sư, mang đỉnh ra ngoài điện thử đi. Pháp lực duyên khang quốc sư tuôn ra, thận trọng nâng chấn đỉnh ra khỏi đại điện, mọi người đi tới ngoài điện huyền thánh vũ thân cuốn đằng xà chợt quát một tiếng trên mai rùa có tầng tầng phù văn bay ra cũng phong kín chung quanh chấn đỉnh một tầng lại một tầng 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 đan sen tạo thành gần trăm tầng phong ấn tỏa ra ánh sáng lung linh thủ hành phong vung đại chùy sừng nhọn lên hắn đánh vào chấn đỉnh một tiếng nổ kinh thiên động địa năng lượng bên trong chấn đỉnh lập tức bộc phát trong nháy mắt chấn đỉnh bộc phát gần trăm tầng phòng ngự mạnh nhất của huyền thánh vũ tan vỡ sắc mặt huyền thánh vũ thay đổi huyền quy đằng xà kêu vang cũng hiện trên thân, hóa thành huyền vũ khổng lồ hòng chấn áp ba động. Hắn bị chấn động hộp máu ngay lập tức, thân thể khổng lồ bay lên cao và ngã xuống. Sắc mặt mọi người thay đổi, từng người thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất nhằm chấn áp lực lượng ba động. Lúc này lại nghe tiếng chấn động không rất bên tai, thần tàng của mọi người mở ra, vận dụng nguyên thần. Từng thần kiều tàn khuyết không đầy đủ xuất hiện, nguyên thần mọi người đứng trên thần kiều rách nát, pháp lực đồng thời bộc phát, hợp lực áp chế chấn đỉnh, năng lượng bên trong chấn đỉnh không ngừng ba động nó bộc phát lần thứ hai nguyên một đám bóng dáng khổng lồ bị chấn động bay khắp bốn phương tám hướng cũng bay khắp sơn trang sắc mặt mọi người trắng bệch đứng dậy bọn họ mang theo khiếp sợ khó che giấu nhìn chấn đỉnh trước mặt cho dù bọn họ có thể ngăn chặn năng lượng kinh khủng nhưng bao nhiêu cũng có tổn thương đinh ba tấc một chùy của người kích phát bao nhiêu uy năng của chấn đỉnh huyền thánh vũ lau máu tươi trên khóe miệng hắn khôi phục hình người cao giọng hỏi Thủ hành phong lắc đầu nói còn chưa kích phát một phần trăm uy năng nội tâm mọi người nặng nề bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube Di các phim. Các nhân vật mạnh nhất trên đời đều tụ tập tại đây nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn một phần trăm uy năng của chấn đỉnh. Nếu như thần linh thượng thương đến đây, khởi động uy năng của những bảo vật này, Duyên Khang Quốc sư sợ thổ hành phong làm ầu lần nữa, liền vội vàng thu hồi chấn đỉnh, nói còn có 17 bảo vật tương tự, 18 bảo vật này rất khó di chuyển, hơi không cẩn thận sẽ xúc động năng lượng bên trong bảo vật. Một cái đã đủ hủy diệt Duyên Khang Quốc, 17 cái, thật xa xỉ. Ánh mắt côn vương lóe sáng, Tuyên này không chỉ là chuyện của nhân tộc, mà là chuyện chung của các chủng tộc trên thế gian. Quy năng 18 trọng bảo thần ma bộc phát, chủng tộc trong biển cả cũng không thể thoát. Thủ hành phong nói, tất cả thổ hành tộc trong lòng đất cũng bị đánh chết. Dư vương nói, gió lốc sấm chớp mưa bão che kín đầy trời, dực tộc ta cũng khó thoát một kiếp. Đã như vậy, tần mục nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, chúng ta nên xuất phát ngăn chặn thượng thương. Mục nhi, lần này ngăn chặn thượng thương, người đừng đi, tư bà bà thấp giọng nói. Tần Mục đang gia tăng luyện chế linh đan, nuôi nắng giao long. Lần này hắn đi xa nhà, cần chuẩn bị nhiều linh đan một ít. Nghe vậy hơi ngẩn ra, cười nói, bà bà, là ta mời bọn họ tới, ta có thể không đi sao? Tư bà bà lắc đầu nói, ngươi mới là lục hợp cảnh, ngươi không đi bọn họ cũng sẽ không nói gì. Trận chiến này, chỉ sợ thượng thương sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bên trong thượng thương không chỉ có thượng thương tứ quân, còn có các thần linh khác. Nếu như chúng ta thua, ngươi quay về đại khư, đời này đừng đi ra. Tần mục ảm đạm, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trưởng thôn nói, "Từ lão thái bà, không cần phải để ý đến hắn, cho hắn đi theo." Từ bà bà nhìn trưởng thôn và một đám lão đầu tử, lão thái thái đang cười cười nói nói, nàng giận dữ, "Mục Nhi tu vi còn thấp, đi cũng là vô dụng." "Làm sao vô dụng?" Trưởng thôn quay đầu nhìn, cười nói, "Luôn luôn cần có người đi nhặt xác, đúng không bà bà?" Từ bà bà hơi ngẩn ra, không nói thêm gì nữa, "Luôn luôn có người đi nhặt xác, mặc kệ là địch nhân hay là người một nhà." nơi xa lại có tiếng một đám lão đầu tử và lão thái thái cười ha ha trường thôn và bọn họ rất cởi mờ thủ hành phong nói đến tai nạn xấu hổ của bọn họ năm đó mọi người cười ha ha các lão đầu và lão thái cũng cười đỏ mặt giữa bọn họ có rất nhiều cố sự có thể nói năm đó ra sống vào chết sóng vai chiến đấu luôn có một ít chuyện cũ đáng giá từ khi trường thôn tàn phế trí khí tinh thần xa sút hắn biến thành một lão tàn phế trong tàn lão thôn thế gian không có tung tích nhân hoàng những chiến hữu của hắn cũng ý chí tinh thần xa sút không còn xuất hiện trên nhân thế cũng không lùi tới lẫn nhau mà bây giờ trưởng thôn trở lại bọn họ đáp ứng lời mời tới đây dù đã già nhưng bạn cũ gặp lại vẫn có nhiều việc nói với nhau tần mục nhìn bọn họ những lão nhân này đều có tính cách có người cũng không phải là người cởi mở chẳng hạn như thanh u sơn nhân hắn nhìn mỗi người giống như thiếu nợ tiền mình mỗi người bọn họ có địa vị vô cùng cao thượng có tộc trưởng chủng tộc lòng đất có tiên nhân cao cao tại thượng có đại yêu quái được rất nhiều miếu thờ cung phụng còn có con dân cúng bái những người dùng tám xào tre đánh không đến lại tập hợp ở đây theo lệnh nhân hoàng ấn Trường thôn thần thái sáng láng nói với mọi người tâm huyết đang bốc cháy nhớ lại năm tháng ngày xưa cùng đi đánh một trận long trời lở đất thanh u sơn nhân cười đến nước mắt lan tràn đốt cái rắm thọ nguyên của người là sang năm đúng không còn có thể bốc cháy sao tiên nhân tiểu ngọc kinh cũng nói tục sao người có bản lĩnh đi vào tiểu ngọc kinh thảo luận thu tục thử xem thanh u người cũng đốt không được mấy năm cũng sắp chơi xong như ta rồi một đám lão già cười ha ha cười đấm ngực dậm chân, liễu tiên cười híp mắt, thở hồn hển nói, còn nhớ năm đó không, nói chuyện đánh nhau, tiểu thanh tử chạy nhanh nhất, không phải chạy đi đánh nhau, mà là chạy trốn, người cũng không chậm hơn ta chút nào, người luôn luôn co lại thành một đoàn và bỏ chạy, đám lão già cười ha ha, còn vài khuyết điểm lẫn nhau, tiểu thanh tử còn ưa thích tuyết kỳ tin tử, năm đó theo đuổi rất tích cực, đúng đúng, ta nhớ chuyện này, ra mặt tên này dày đấy, phi, ngày đó tuyết kỳ tin tử chết trận, tiểu thanh tử khóc lóc thảm thiết. Câu nói này nói ra nhưng không ai cười, đột nhiên Thanh U Sơn Nhân gào khóc. Thổ hành phong nói chuyện làm bầu không khí xấu hổ lại gãi gãi tóc rối bời, đột nhiên thở dài. Ta nhớ tới lục phong đạo nhân, ta có quan hệ tốt nhất với hắn. Hắn chết vì ta, hắn ngăn cản một kích tất sát của đối phương hộ ta. Mọi người im lặng, sau một lúc lâu, những lão già này lại vang lên tiếng cười cười nói nói. Xấu hổ vừa rồi không cánh mà bay, tần mục lắc đầu, thôi thúc ngựa long quyết. Từng đầu dao long biến hóa hình thể, hóa thành quái vật lớn vài dặm mọi người đều leo lên lưng đám giao long sơn trang rỗng bọn họ cưỡi rồng bay đi đại khư lưng rồng đặt một vò rượu của đồ tể những cường giả thế hệ chức năng ly tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến đồ tể rơi cao vò rượu cười nói uống 300 chén trên lưng con dao long khác người quẻ khóc bù lu bù loa lão tử không phải hào khách như các ngươi lão tử chỉ là một kẻ trộm tại sao lại xính anh hùng với các ngươi lão như lai nhìn về phía mã ra thấp giọng nói đại lôi âm tự còn cần ngươi ngươi trở về nơi này có ta là được mã gia lệnh nhạt nói người là như lai ta cũng là như lai người biết tâm ý của ta lão như lai hơi ngẩn ra nói nếu như ngươi và ta đều không về được đại lôi âm tự làm sao bây giờ phật pháp làm sao bây giờ mã gia chắp tay trước ngực trên mặt hiện ra bảo tướng trang nghiêm không phụ phật pháp không phụ khanh lão như lai biết tâm ý của hắn thiện tai như lai còn hay không còn pháp vẫn tồn tại không lấy như lai mà còn không bởi vì như lai mà diệt nếu như ngộ ra chính là Như Lai, nếu như ngộ không thấu, chính là hòa thượng giả, Tần Mục lại ở cùng đám người trưởng thôn, Tần Mục không ngừng nhìn về phía trưởng thôn, vớt cuộc nhịn không được, thấp giọng nói: "Trưởng thôn, chữa trị thần kiều chưa?" Trưởng thôn cười nói: "Nào có dễ dàng như vậy, tu bổ thần kiều chia làm ba bước, mỗi một bước đều vô cùng gian nan, bước đầu tiên thức kiều quyết, bước thứ hai là huyền dẫn quyết, bước thứ ba thần độ quyết, hiện tại ta tu luyện đến huyền dẫn quyết, đã xem như rất nhanh, Thanh U, thần kiều vá xong chưa?" Thanh U Sơn Nhân lắc đầu, còn trên huyền dẫn quyết, trường thôn mặt mày hớn hở trêu gạo nói, lần này ngăn chặn thượng thương, có thể sẽ chết đấy. Thanh U Sơn Nhân tức giận mắng, lão bất tử, chỉ biết rùa ta, trường thôn cười ha ha, nói, thiên ma tổ sư lão tiểu tử kia còn đang chạy về hướng này, mọi người lại cười lên ha ha, bầu không khí vui vẻ, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần tối lại, thượng thương, âm thanh tối nghĩa khó đọc vang lên, đây là thần ngữ, giọng điệu trầm bồng du dương không giống thanh âm nhân loại có thể phát ra kiều tinh quân hoa quân ngôn tinh quân vẫn cùng kính lắng nghe đợi thần ngưỡng ngừng lại ba người lui về phía sau vài bước bọn họ lễ độ cung kính chăm miệng một lời tôn pháp chỉ tế đàn gió êm sóng nặng sắc mặt ba người trên tế đàn ngưng trọng không nói một lời sau một lúc lâu ngôn tinh quân nói thật làm như vậy làm xong chỉ sợ toàn bộ duyên khang quốc không còn bao nhiêu người sống không thể không làm như vậy kiều tinh quân trầm giọng nói duyên khang quốc đã lớn mạnh duyên phong đế rèn đúc thần khí bắn giết ngọc quân nhân hoàng thay đổi triều đại pháp cũng thay đổi đạo đã sửa đã chọc giận phía trên nếu như chúng ta không đi làm bản thân chúng ta khó đảm bảo so sánh với đám đê tiện hạ giới mạng của chúng ta mới là quan trọng nhất hoa quân nói thế nhưng đó là vô số tính mạng không cần nhiều lời kiều tinh quân mặt không hề cảm xúc giơ tay lên nói chúng ta chỉ cần hoàn thành chức trách của mình là đủ không phải là nhân quả chúng ta không hỏi đánh thức chúng thần thượng thương đi hạ giới nhất định có một trận chiến ngôn tinh quân và hoa quân ngưng trọng ngôn tinh quân đi tới bên rìa tế đàn hắn cầm kèn lệnh lay động kèn lệnh ngay sau đó tiếng kèn vang vọng khắp thượng thương tít tít bên trong thượng thương dãy núi nguy nga rất nhiều kỳ chân dị thú đang chạy trong dãy núi nhưng làm cho người ta chú ý nhất chính là từng pho tượng nguy nga đó là tượng thần linh thiên kỳ bách quái khi tiếng kèn vang lên đột nhiên mặt ngoài từng pho tượng dạn nứt tảng đá nhanh chóng thoái hóa giống như hóa thành da chết chóc ra chỉ còn lại hoa văn huyết nhục đột nhiên một pho tượng đá nửa khom nửa quỳ, hắn đập nắm đấm xuống đất và đứng lên. Tiếp theo, giữa dãy núi sừng sững nguyên một đám tượng đá khôi phục, nhao nhao mở mắt ra, thân quang trong mắt bắn lên tận trời, ánh mắt kiều tinh quân như điện, hắn nhìn quanh vào quát, tiếp dẫn quan, trải cầu, trên bầu trời thượng thương, một cây cầu dài vàng óng xuất hiện, tiếp dẫn thần quan đứng ở đó, chuyển động la bàn màu vàng trước người, la bàn càng ngày càng sáng, ngay sau đó ánh sáng màu vàng bao phủ la bàn, Hóa thành một cây cầu vồng màu vàng tiếp dẫn thượng thương và hạ giới, Kiều Tinh Quân cắn răng nói, "Thần linh nghe lệnh, hạ giới, từng thần nhân bay lên trời, hóa thành từng tia sáng và bay lên trời thượng thương, trên bầu trời tây thổ xuất hiện nhiều ánh sáng chói mắt." Đêm đó, 18 sao băng kéo cái đuôi ánh sáng thật dài, phá không bay về hướng đông. Đại khư ban đêm, trời giáng tuyết lớn, thiếu niên tổ sư và chấp pháp trưởng lão ngồi trong một di tích đốt lửa trại, ánh lửa chiếu sáng bóng đêm bốn phía. Tuyết rơi, chấp pháp trưởng lão ngẩng đầu, chỉ thấy bông tuyết bay trong bóng tối, cũng hạ xuống bên cạnh bọn họ. Mùa đông năm nay dường như đặc biệt dài, thiếu niên tổ sư dùng cây côn đẩy củi lửa, muốn lửa cháy mạnh hơn một chút, lửa chạy bắn ra tên lửa kêu ba ba, khá tốt, hiện tại đã qua năm mới rồi. Thiếu niên tổ sư cười nói, qua năm mới, thời tiết sẽ ấm áp, đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cười nói vang lên, cây đuốc cháy sáng một chút, ta cũng nên đốt thêm lửa. Hai người quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một người đội mũ rộng vành đi qua bóng tối, đi vào trong di tích người này chỉ có chín ngón tay dưới mũ rộng vành thở ra từng đám sương mù lang cảnh đạo hữu thiếu niên tổ sư vội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt lang cảnh đạo nhân đáp lễ lấy mũ rộng vành xuống đưa tay sưởi ấm ánh mắt lóe sáng thiên ma đạo hữu cũng đáp lại nhân hoàng ấn kêu gọi tiến đến gặp gỡ sao thiếu niên tổ sư lắc đầu ta không phải gặp gỡ bọn họ mà là ta đã biết xảy ra chuyện gì chờ đợi ở đây cho dù không thể chờ bọn họ ta cũng có thể ngăn cản thượng thương thần một chút lang cảnh đạo hữu người thì sao lăng cảnh đạo nhân tươi cười ta do dự rất lâu ta không hợp với nhiều người cũng không thích lão kiếm thần người xem đầu ngón tay này chính là hắn chém đức sau đó ta thông suốt tổ tiên nhân tộc hứa hẹn nếu ta không thủ tín ta xấu hổ làm người cho nên ta chuẩn bị đi gặp người không cần đi thiếu niên tổ sư cười nói ở chỗ này chờ bọn họ là được nếu như bọn họ không kịp chúng ta có thể kéo dài một chút thời gian lăng cảnh đạo nhân gật đầu ba người không nói thêm lời nào nữa đến nửa đêm tuyết ngừng trên bầu trời xuất hiện ánh sáng rực rỡ từ tây hướng về phía đông thiếu niên tổ sư cười nói với chấp pháp trưởng lão mang cho cốt của ta và lăng cảnh đạo hữu trở về nếu như ngươi còn có thể tìm ra thi cốt của chúng ta chấp pháp trưởng lão quỳ gối tiễn hai vị hắn ngẩng đầu lên thiếu niên tổ sư và lăng cảnh đạo nhân biến mất không thấy gì nữa trên không xuất hiện hai đạo quang mang ngăn cản 18 tia sáng kia trong bóng tối đại khư vừa yên tĩnh lại vừa náo nhiệt yên tĩnh là đối với một đám người trong thôn xóm và trong di tích cổ nếu như có đủ thực lực cường đại đêm đại khư vô cùng náo nhiệt đi lại trong bóng tối đại khư có thể nhìn thấy đủ loại cảnh tượng kỳ quái gặp được chuyện quỷ thần khó lường đếm không hết nếu như có duyên còn có thể đi vào một thế giới kỳ diệu đương nhiên có thể còn sống quay về hay không thì chưa biết một đêm này đại khư đặc biệt mê người bão tuyết mới vừa ngừng chỗ có ánh sáng có thể phát hiện lá cây mang theo tuyết dày bao phủ trong làn áo bạc đột nhiên bầu trời sáng rực rất nhiều sinh linh trong đại khư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bầu trời tăm tối cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ Ánh sáng không phải ánh sáng bình thường, mà là thần thông mỹ lệ bộc phát hình thành ánh sáng, từng đoàn từng đoàn chiếu sáng bóng tối, bóng tối như có thực chất, cho dù bị những ánh sáng kia bức lui nhưng mỗi lần lui bước sẽ lại xông tới, từ đó lấp đầy chỗ trống, những ánh sáng kia biến hóa trở nên càng ngày càng kỳ lạ, sinh linh đại khư nhìn thấy ngôi sao đang di chuyển nhanh chóng, không ngừng tranh đấu với nhau trên bầu trời, ngôi sao trên trời vận hành rất kỳ lạ, 18 ngôi sao phía trước, phía sau là hai ngôi sao, ngôi sao phía trước đang đi đường hai ngôi sao phía sau đuổi theo quấy rối. Mỗi khi 18 ngôi sao dừng lại, chuẩn bị vây quét, hai ngôi sao lại chạy về hướng Tây. 18 ngôi sao không đuổi, hai ngôi sao kia lại đuổi theo quấy rối. 18 ngôi sao đuổi theo, hai ngôi sao toàn lực bỏ chạy. Liên tục như vậy, 18 ngôi sao bị ngăn chặn, khó có thể phát huy tốc độ chân chính. Phía dưới, bên cạnh đống lửa trong di tích, hộ pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn cảnh này, trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng mục đích của thiên ma tổ sư và lang cảnh đạo nhân làm như vậy là vì ngăn chặn thần linh thượng thương không hề xung đột chính diện với bọn họ làm như vậy nói không chừng còn có hy vọng sống đột nhiên từng khoảng ngôi sao trên bầu trời ảm đạm cũng giấu đi trong màn đêm nội tâm hộ pháp trưởng lão nặng nề chúng thần thượng thương giấu đi tung tích của mình đang dẫn dụ thiên ma tổ sư cùng lang cảnh đạo nhân tìm tới chỉ cần bọn họ tìm tới như vậy sẽ rơi vào vòng vây đừng đi nha hộ pháp trưởng lão căng thẳng hắn xếp chặt cổ áo giống như đang bóp chặt trái tim của mình cũng nhìn thấy hai ngôi sao đang di chuyển đừng tới gần đừng tới gần chạy mau hai ngôi sao đang di chuyển dường như cũng hơi do dự đột nhiên hai ngôi sao ảm đạm không phát ra chút ánh sáng nào bầu trời lại tối tăm bọn họ đều ẩn giấu tung tích của mình khóe mắt hộ pháp trưởng co giật trái tim đang đập mạnh hắn cảm thấy vô cùng khẩn trương tất cả mọi người che giấu tung tích của mình tìm tòi trong bóng đêm tìm kiếm lúc này hung hiểm nhất thiên ma tổ sư và lang cảnh đạo nhân kiên nhẫn khẳng định không mạnh như đối thủ đối phương có thể tiến, có thể lui, thiên ma tổ sư và lăng cảnh đạo nhân tuyệt đối không thể chờ quá lâu, bọn họ nhất định phải xác định đối phương không rời đi. Rốt cuộc, một tia sáng chói mát xuất hiện trên bầu trời, ngay sau đó là các tiếng nổ, đủ loại thần thông cổ quái kỳ lạ đột nhiên bộc phát bao phủ ngôi sao, phi long phi phượng, gác chuông đỉnh tháp, đủ loại hình dạng kỳ lạ, rất là chói mát, uy lực những thần thông này bộc phát, bóng tối lại lóe sáng, bóng tối bốn phía bị xua tan sạch sẽ, mơ hồ có thể nhìn thấy 18 hư ảnh thần linh vẻ mặt hoặc thần thánh hoặc dữ tợn, tứ chi bọn họ cường tráng, bị ánh sáng thần thông chiếu sáng, hiện ra đủ loại hoa văn kỳ quái. Bọn họ đang với công lang cảnh đạo nhân, thiên ma tổ sư không ở trong đó, lang cảnh đạo nhân là mồi nhử, hộ pháp trưởng lão giật mình, với tư cách mồi nhử chỉ sợ lang cảnh đạo nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể sống sót khi bị 18 thần ma vây công. Mục đích của lang cảnh đạo nhân là hy sinh bản thân, dẫn xuất 18 thần linh thượng thương. 18 thần linh bị dẫn ra, từ đó cho thiên ma tổ sư cơ hội đánh lén bọn họ. Thực lực lăng cảnh đạo nhân cực mạnh, hắn cũng là nhân vật cường đại trong thời đại trước, thậm chí dám tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất với trường thôn, chỉ bị thu mất đi một ngón tay. Nhưng nếu luận bản lĩnh đánh lén, hắn không được. Thiên ma giáo áo truyền tống và truyền tống kỳ mới là phương thức đánh lén cao nhất. Hắn dẫn xuất 18 thần ma, thiên ma tổ sư thừa cơ đánh lén, có khả năng làm bọn họ trọng thương. Lăng cảnh bát pháp, trên không trung bộc phát khí thế đáng sợ, rung động lòng người, từ đây thét truyền hộ pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tình hình sau cùng của lăng cảnh đạo nhân. Lăng cảnh bát pháp của hắn không kém gì kiếm đồ của trường thôn, nhưng đối mặt 18 thần linh công kích, tất cả chỉ là chuyện vô bổ. Hắn thi triển tuyệt học đắc ý nhất bản thân, giống như họa sĩ thỏa thích vẩy mực thi triển tài hoa thư họa của mình. Giống văn nhân mặc khách dùng hết khả năng nâng sách viết văn, hắn muốn lưu lại ấn ký của mình trên đời, lưu lại cái bóng của mình. Cùng lúc đó, một cây cờ lớn xuất hiện, thân thể thiên ma tổ sư xuất hiện phía sau các thần ma, cũng hạ sát thủ với các thần ma, cờ lớn cuốn lại, thân thể hắn xuất hiện bên cạnh một tên thần linh, đồng thời tấn công thần linh, chỉ trong nháy mắt, hắn đã thương hơn 10 thần linh. Trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm vang rền, âm thanh thần thông bộc phát, không biết có bao nhiêu công kích tập tới, thần thông chấn động bộc phát, không khí ấm áp, khi thì lạnh lẽo thấu xương, một cơn gió lốc bạo phát, rất nhanh liền băng tuyết tan rã, lại rất nhanh băng thiên tuyết, truyền tống kỳ của thiên ma tổ sư bể nát, hủy diệt trong thần thông kinh khủng, hắn còn có áo truyền tống hộ pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời có mưa máu rơi xuống mưa máu tí tách dần dần lớn lên trên bầu trời có hai mươi ngôi sao đang di chuyển một ngôi sao ảm đạm ngôi sao kia lung lay sắp đổ đột nhiên lại bị đánh trúng một cái thật mạnh ngôi sao kia dập tắt rơi từ không trung xuống làng cảnh đạo nhân chết rồi hộ pháp trưởng lão buồn bã chỉ còn lại thiên ma tổ sư hắn đang chiến đấu cho dù tinh thông tạo hóa thất thiên trong đại dục thiên ma kinh hắn cũng khó thay đổi cuộc chiến này trong di tích Hộ pháp trưởng lão không có ngẩng đầu quan sát chiến đấu trên bầu trời, hắn nhìn chằm chằm vào đống lửa dưới chân, không ngừng đặt thêm củi vào trong lửa. Lửa càng ngày càng cao, lửa càng lúc càng lớn nhưng hắn lại không thấy. Tại sao mùa đông này lạnh như thế? Hắn bị lạnh run rẩy, không hề hay biết thêm củi lửa. Tại sao lửa lại như vậy? Tại sao càng đốt càng lạnh? Tại sao thêm củi lại lạnh? Trên bầu trời lại có một ngôi sao ảm đạm. Đột nhiên, ngôi sao này bộc phát lần thứ hai, nó chiếu sáng cả bầu trời, tạo hóa trung thần tú âm dương cắt hôn hiểu một tiếng nói vang vọng bóng tối đương trên không xuất hiện tiếng chuông du dương tiếng chuông chuyển khắp bốn phía tiếng chuông ảm đạm nhanh chóng tạo hóa trung thần tú đã thành thất truyền ánh sáng trên trời ảm đạm sau khi bầu phát lại bị bóng tối xâm lấn rốt cuộc ngôi sao này vẫn lạc hộ pháp trưởng lão vùi đầu không nói thêm gì nữa hắn đang chờ đợi bình minh khi đó hắn sẽ đi nhặt xác hai người kia trên bầu trời 18 ngôi sao dừng lại trong chốc lát lại đi về phương đông đại khư thần đoạn sơn mạch trên đỉnh núi tuyết sơn mạch sắc bén như đao tuyết trắng mênh mang trên bầu trời có từng con dao long đang tới gần nơi này gió thật to thổi dâu và lông bờm của dao long tung bay về phía sau từ vân hương bên người tần mục đang dùng tâm thị kính liên lạc thiếu niên tổ sư thánh nữ thiên ma giáo suy nghĩ xuất thần đột nhiên nhìn sang tần mục tổ sư nói hắn không trở lại hắn nói các ngươi không cần nhớ hắn tần mục giật mình tư bà bà nghiêng đầu sang chỗ khác lặng lẽ là hốc mắt lão gia hỏa kia đi sớm hơn chúng ta trưởng thôn ngơ ngác thở dài tính tình hắn thật gấp cách thần đoạn sơn mạch càng ngày càng gần ánh mắt nhìn vào thần đoạn sơn mạch nhìn thấy bóng tối bao trùm đại khư nơi đó từng đạo tia sáng di chuyển trên bầu trời cũng tiến gần đến nơi đây mục nhi ngừng ở trên núi bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim trưởng thôn nói tần mục ra lệnh một tiếng từng con dao long chậm dần vuốt rồng bám vào đỉnh thần đoạn sơn mạch chúng dừng lại bờm tung bay thân rồng mạnh mẽ tuyết là màu trắng núi là màu đen những con dao long có trắng có đen có màu đỏ xanh ngọc trên thân dao long sinh ra bảo quang trên thân chúng có ấn ký phủ văn lưu truyền cũng chiếu cảnh tuyết rực rỡ trận chiến sẽ diễn ra tại đây trưởng thôn nhìn chung quanh nói các ngươi cảm thấy nơi này như thế nào côn vương dò xét bốn phía nói rất tốt chỉ hơi lạnh một chút thủ hành phong nhảy ra khỏi lưng rồng hắn nắm chặt quần áo nói thầm địa phương quỷ quái này vẫn lạnh như thế vẫn là lòng đất ấm áp tần nhân hoàng nếu như ngươi đi thế giới dưới lòng đất thổ hành tộc, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Thế giới dưới đất của thổ hành tộc chúng ta, khắp nơi đều có ngọc lưu ly, mái vòm lòng đất mang theo từng cây thủy tinh thô to, có sáu cạnh, tám cạnh, dung nham sáng ngời rực rỡ. Lòng đất còn có rất nhiều thực vật sinh trường trên dung nham, hương vị rất ngon và miệng nóng bỏng giống như rượu ngô đồng, cây họng nhưng rất kéo dài. Đừng nói nữa, Huyền Thánh Vũ nuốt nước bọt, nói, ta bị ngươi nói thèm. Thổ hành phong ngẩng đầu nhìn ngôi sao tới gần, cầm lấy đại chùy sừng nhọn, lẩm bẩm nói, không biết còn có cơ hội quay về lòng đất hay không, lại ăn một miếng. Thế giới lòng đất chúng ta có hỏa liệt quả, địa từ nguyên lực thai ngén sinh ra trái cây, mùi vị đó. Trường thôn nhìn về phía tần mục, nói, mục nhi, mang theo đám giao long và các nữ tử của ngươi xuống núi đi. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngày mai nhờ tới nhặt xác là được. Tần mục gật đầu, gọi những con dao long kia mang theo tư vân hương, hồ linh nhi cùng viêm tinh tinh xuống núi. Trên không, ngôi sao càng lúc càng gần. Chúng ta sẽ nhìn thấy bọn họ đi duyên khang chinh chiến chém giết, Tư Vân Hương không cam tâm, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta thật không thể làm gì sao? Chúng ta có thể đi đại khư, ánh mắt tần mục lóe sáng, nói, chúng ta có thể đi tìm thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng, vấn đề khó khăn hiện tại chính là bóng tối chặn đường, nhưng chúng ta có bảo tiêu, dũng giang Long Vương ở đâu? Long Vương ở đây, bên dưới thần đoạn sơn mạch, nước sông cuồn cuộn, trong bóng tối có cự long dâng nước tiến lên, uốn quanh trên mặt sông, cúi đầu nói, chủ công có gì phân phó? Hoạn Long Quân chờ bọn họ tiến lên theo Dũng Giang, lao qua mật thủy quan đi vào đại khư, vừa đến lân cận Tương Long Thành, nhìn thấy nước lũ cuồn cuộn phía sau bọn họ, lại có một con dao long vọt ra khỏi mặt nước, chủ công, ta bị lời thề trói buộc, không thể rời khỏi Dũng Giang, ước hẹn thổ bá khóa ta tại Dũng Giang, rời khỏi đây sẽ chết, các người muốn đi tinh hải, ta không đi được, Hoạn Long Quân lèn vào trong Dũng Giang, nói, nhưng ta có thể bảo sao vương thần mang các người tiến vào, thân thể dao long có màu giống nước sông, chính là dao vương thần thực lực giao vương thần cực kỳ mạnh mẽ không yếu hơn hoạn long quân có nó mang theo đám người tần mục đi vào đại khư cũng có thể xâm nhập bóng tối tần mục mang theo tư vân hương viêm tinh tinh nhảy lên lưng giao vương thần hồ linh nhi nằm trên vai hắn từng con dao long kiêu mã a mã a leo lên trên thân giao vương thần rất là thân mật long kỳ lân cũng nhảy tới nó khá kính sợ với giao vương thần giao vương thần thân thể oai vệ lao thẳng về phía tinh hải tần mục quay đầu nhìn lại hắn không thể nhìn thấy người trên thân đoạn sơn mạch trên không có nhiều ngôi sao đang tới gần đột nhiên thần đoạn sơn mạch bộc phát hỏa dưỡng cực kỳ lộng lẫy khói lửa ngập trời hình ảnh này rất đẹp biến đại khư đơn sơ thành nơi đầy ý thơ sao vương thần chở bọn họ đi vào tinh hải vực sâu đã không nhìn thấy cảnh tượng thần đoạn sơn mạch tại sao tổ sư chưa tới long kỳ lân buồn bực nói hắn sắp đến sao tư vân hương há miệng nhưng không lên tiếng tần mục nói bóng tối đại khư rất nguy hiểm hắn có thể đến trễ chúng ta đi giếng mặt trời trước long kỳ lân gật đầu nói vừa rồi thánh nữ nói gì với hắn tư vân hương nói khẽ trời tối tự nhiên tới không được long béo đừng hỏi nữa trên đỉnh núi thần đoạn sơn mạch cái lò sau lưng người câm trái hùng hực hai mắt người mù như sao trời quần áo đổ tề phần phật tay cầm chuôi đao trường thôn nổi bồng bềnh giữa không trung nguyên khí hiển hóa thành hình hắn mọc ra đủ tay chân mỗi người bọn họ đứng trên đỉnh núi người què và mã xa đứng trên đỉnh núi từ bà bà người điếc dược sư chiếm cứ một đỉnh núi gần đó có lão đạo chủ Lão Như Lai, Thanh U Sơn Nhân, Duyên Khang Quốc Sư, Vũ Chiếu Thanh đang chiếm cứ đỉnh núi, Thủ Hành Phong, Huyền Thánh Vũ, Sực Vương, Cô Vương cùng yêu tộc ngũ tiên thực lực phi phàm, từng người đều chiếm cứ đỉnh núi, mọi người hiền hóa nguyên thần, nguyên thần của bọn họ hầu như ngưng tụ thành thực chất, như thần như ma, chúng đứng sau lưng, lặng lặng chờ đợi đại chiến, bóng tối tinh không, 18 ngôi sao càng lúc càng lớn, cũng đang tới gần nơi này, khí thế trường thôn bộc phát trên đỉnh núi có một đạo kiếm khí ngút trời như một đạo tuyệt bích nằm ngang thiên địa chặn ngang đường đi của ngôi sao nhật sự đông hải thiên điệp lãng đổ tới chấn đao hắn hóa thành mặt trời lao lên cao tiếng sóng truyền tới đao thế như biển sóng lớn tỏa ra đao quang như mặt trời chiếu sáng toàn bộ thiên địa thật sự là thiên hạ đệ nhất đao pháp thiên đao danh bất hư truyền mã ra thân thể càng lúc càng lớn mi tâm mọc ra một viên mắt dọc như là một tôn cự trên thân người quấn quanh lấy thanh long sau đầu một vòng đại nhật nhảy ra phong lôi oanh minh khoa phụ trục nhật phong người cấp a 3 người cầm thả hòm gỗ xuống mã ra giơ ngón tay cái lên mở dương ra cái dương bạc biến hóa tùy ý trong sọt thuốc rửa sư có quái vật bò ra chúng trải rộng dưới chân hắn đột nhiên có con nhện nhảy tới nhảy lui trên đỉnh núi dựng mạng nhện dần dần những con nhện này nhảy lên không trung dệt lưới trên không trung sau lưng tư bà bà đột nhiên xuất hiện tinh tượng đại la thiên tinh đấu tinh tượng càng ngày càng nhỏ nhanh chóng thu hẹp và rơi vào trong tay hắn người què gấp gáp quan sát xung quanh lúc nào cũng có thể chạy trốn hắn nắm lấy điệu hỏa thủ hành phong cười ha ha đột nhiên thần đoạn sơn mạch bộc phát núi lửa thủ hành phong vung chùy đập xuống núi lửa càng ngày càng cao lại tự phát sinh trường côn vương cười to nói hào hứng của đinh ba tấc không giảm nhìn ta thủy đoạn tinh không phía sau hắn đột nhiên xuất hiện lũ lụt ngập trời giống như biển cả bao phủ bầu trời côn vương cho ta mượn một chút sức lực huyền thánh vũ cười lớn một tiếng hắn hiện chân thân tung người nhảy vào trong biển hắn hóa thành thuyền mai rồi chạy trong biển Dược vương duỗi một cánh tay ra, bỗng nhiên run rẩy, cánh tay mọc ra lông vũ, hóa thành cánh chim, cánh chim kêu keng keng, hóa thành nhạn rực đao, yêu tộc ngũ tiên liễu tiên cầm roi, bạch tiên ôm bổ đoàn, hồ tiên nâng tỉ bà trước ngực, hôi tiên và hoàng tiên đeo cái túi, một xám một vàng. Đến rồi, đồ tề cao giọng nói, bọn họ muốn cưỡng ép vượt quan, coi chừng, cần phải ngăn cản bọn chúng, không thể cho bọn chúng vượt qua thần đoạn sơn mạch, ánh sao càng lúc càng lớn, nối thành một đường thẳng. 18 ngôi sao bay vào trong mặt biển của Côn Vương, mắt thấy sắp xuyên thủng mặt biển, đao quang đổ tề di chuyển, vô số đao quang chiếu rọi mặt biển, đao quang phản chiếu đón đỡ ánh sao, đinh đinh đinh, vô số âm thanh dày đặc vang lên, đổ tề ngăn cản đạo tinh quang đầu tiên, đạo tinh quang thứ hai theo nhau tới, đánh vỡ nhật rượu Đông Hải thiên đẹp lãng, đổ tề rên rỉ, bị chấn động rơi vào biển sâu, mượn nhờ lực lượng Côn Vương hóa đi đòn đánh này, đạo tinh quang thứ hai lao vào trong đám tơ nhện, từng tia sáng nện vào mặt biển bị từng con nhện to lớn ngăn chặn cuối cùng tinh quang dừng lại đạo tinh quang thứ ba thứ tư theo sát phía sau bành 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 lần lượt đụng vào mặt biển nhưng mặt biển nứt ra nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương hai tinh quang dừng lại đành phải kiên trì đón đỡ kiếm quang ầm ầm hai tiếng va chạm vang lên hai thần ma tay chân cụt máu me đầy người bay ra ngoài miệng gào thét thê lương dù sao bọn họ cường đại mặc dù mất tiên cơ nhưng dù sao thần ma cũng là thần ma vẫn hợp lực chống đỡ một chiêu của trường thôn nghênh đón bọn họ là máu cuồn cuộn nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương duyên khang quốc sư trấn kiếm hắn thi triển nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương chiêu thức tương đồng với trường thôn mặc dù là cùng một chiêu nhưng kiếm pháp hai người khác biệt ý cảnh cũng khác nhau một chiêu này duyên khang quốc sư đã tìm hiểu bức tranh kiếm thần đeo kiếm của người điếc không biết bao nhiêu lần có thể nói là kiếm pháp của hắn đã nhập môn hai tên thần ma sợ hãi bọn họ đã không có đường lui đành phải đón đỡ kiếm quang như biển đánh tới suy 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 vô số âm thanh chói tay vang lên thần huyết dâng trào trong biển rộng trong kiếm đồ có mấy khối thần cốt rơi xuống các tinh quang khác lao tới đúng phải kiếm đồ duyên khang quốc sử học máu kiếm đồ bị phá mắt thấy những tinh quang này bay qua thần đoạn sơn mạch hồi tiên mở cái túi của mình ra đón gió lắc một cái cái túi phồng lên thật nhanh giống như hóa thành cái miệng lớn hấp thi tinh quang hồi tiên nhanh chóng buộc túi lại đang muốn hạ sát thủ với thần ma bên trong đột nhiên cái túi nổ tung hồi tiên bay ngược về phía sau Liễu Tiên vội vàng ngắt cánh tay, cánh tay mềm mại như rắn không xương quấn lấy Hôi Tiên. Nàng vừa mới quấn lấy Hôi Tiên, nàng cảm giác trong người Hôi Tiên ẩn chứa lực lượng thần ma thượng thương đáng sợ, sắc mặt thay đổi, cánh tay của nàng bị xoắn thành bánh quai trèo. Liễu Tiên lăn lông lốc, điên cuồng xoay tròn, kiệt lực ý đồ đánh tan lực lượng kia. Bạch Tiên thấy thế không ổn, lập tức bay người lên phía trước, hắn lấy châm đâm vào trong cơ thể Liễu Tiên cùng Hôi Tiên, cũng dẫn lực lượng đáng sợ ra ngoài, lúc này mới cứu tính mạng hai người. Ba 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 Mặt biển nổ tung tạo thành sóng lớn, nhiều thân thể vĩ đại đứng trên mặt biển, nước biển phun trào khắp bốn phía. Kiều Tinh Quân, Hoa Quân cùng Ngôn Tinh Quân cầm đầu, bọn họ tạo thành thế tam giác, các thần ma khác đứng sau. 16 thần ma ép hai tay Côn Vương run rẩy, không thể nâng nổi mặt biển. Hắn kêu rên liên tục, đột nhiên hai tay bị gãy, 16 thần ma đè xuống, Côn Vương hộc máu, hắn vội vàng đào mặt biển nằm ngang. Trên đỉnh núi xuất hiện mặt biển, mọi người đứng trên đỉnh núi của thần đoạn sơn mạch, phía dưới là biển nước mênh mông biển này không sâu độ dày chỉ khoảng trăm trượng huyền thánh vũ biến thành mai rùa đang nổi trên mặt biển ánh mắt đằng xào huyền quy lóe sáng xuyên thấu qua mặt biển nhìn từng cái bóng thần ma chờ đợi thời cơ ra tay trưởng thôn lông mi trắng như tuyết nhìn về phía kiều tinh quân hoa quân và ngôn tinh quân trầm giọng nói tinh quân các vị chắc hẳn các người biết hậu quả khi mở các bảo vật kia ra các vị muốn hủy diệt tất cả con dân duyên khang quốc hay sao kiều tinh quân mặt không hề cảm xúc nói muốn trách chỉ có thể trách các người không biết trời cao đất rộng chọc giận thượng thương, chọc giận trời, không thể trách chúng ta. Lão nhân hoàng, chúng ta cũng phụng mệnh làm việc, trưởng thôn nói, không thể nói chuyện, kiều tinh quân lắc đầu nói, mặc dù ta hận các vị thấu xương nhưng không hề hận lê dân bách tính. Ta cũng không muốn làm như vậy nhưng duyên phong đế một pháo bắn giết ngọc quân, việc này không thể thương lượng, bây giờ biến pháp thay đổi đảo, càng cắt đứt, huyền thánh vũ ở mặt biển đi tới dưới chân kiều tinh quân, đột nhiên bộc phát, đằng xà xuyên qua biển cả quấn lấy kiều tinh quân huyền vũ công kích phía sau chỉ đợi đằng xà cuốn lấy kiểu tinh quân hắn sẽ đánh một kích tiêu diệt kiểu tinh quân cắt đứt hy vọng thành đạo kiểu tinh quân tùy ý đằng xà cuốn quanh người huyền vũ công kích theo sát phía sau lại thấy hai bên trái phải hoa quân và ngôn tinh quân cầm một hoa mồ tiêu cắm vào huyệt thái dương của huyền vũ tiêu diệt ốc của hắn đằng xà gào thảm thiết nó muốn cứu viện kiểu tinh quân cầm một thanh kiếm cắt chung quanh đằng xà bị chém đứt đoạn rơi xuống kiều tinh quân lạnh nhạt nói chỉ có diệt lê dân bách tính thế hệ này phía trên mới có thể yên tâm. Huyền Thánh Vũ, Côn Vương kêu to, kim giác trưởng mâu trong tay tỏa ra ngàn vạn tia sáng đâm thẳng về phía Kiều Tinh Quân. Thủ hành phong cắn răng, vung đại chùy sừng nhọn đánh tới, sau lưng Kiều Tinh Quân, từng thần ma hành động cũng ngăn cản bọn họ. Bọn họ vừa hành động, người mù, người câm, ngũ tiên, sư vương cũng không thể không hành động. Thần đoạn sơn mạch chấn động, bị thần thông của bọn họ ép thấp đi một đoạn. Vào lúc này, tinh hải càng ngày càng sáng, dây xích vang vọng, mặt trời bay ra khỏi vực sâu tinh hải và xô tan bóng tối bốn phía mặt trời ngã về tây ánh nắng và lửa chảy hừng hực nó bay theo dây xích trên thuyền thái dương chiếc thuyền to lớn như lục địa xô tan bóng tối đại khư chiếu sáng bốn phía trong bóng tối có rất nhiều ma quái bị ánh mặt trời chiếu sáng phát ra tính từ tư toàn thân sinh ra khói đen trong thôn làng gần đó khi dân đại khư bị đánh thức ngơ ngác nhìn thuyền thái dương mọc ra 12 cái chân như ngọn núi tiến lên lúc đi qua thôn trang của bọn họ ánh mặt trời lóa mắt chiếu sáng nhưng bọn họ không cảm thấy khó chịu ngược lại rất ấm áp, nhưng ma quái trong bóng tối lại kinh hoàng trốn đi. Từ khi thời kỳ khai hoàng kết thúc, loại tình cảnh này rất khó thấy được. Cuối thời kỳ khai hoàng, bóng tối hàng lâm, bên trong đại khư có mấy chục chiếc thuyền thái dương như vậy tự động đi về phía tây sô tan bóng tối, mang ánh sáng cho mọi người. Nhưng sau thời kỳ khai hoàng, chiếc thuyền thái dương cuối cùng đã rách tung tóe mặt trời dập tắt chỉ còn lại thái dương thủ mục nhật giả kéo lấy mặt trời bị dập tắt thủ hộ đại khư chiếc thuyền này cũng không còn ánh sáng và hòa dưỡng như trước hiện tại thuyền thái dương sống lại mang theo mặt trời chói trang xua tan bóng tối những nơi đi qua đều là ánh sáng trên thuyền thái dương có một đám cự nhân đang tắm rửa trong kim quang thuyền lớn không ngừng sốc này thuyền lớn đang bay về hướng thần đoạn sơn mạch thái dương thủ có thứ gì đó đang di chuyển thuyền thái dương mục nhật tộc trưởng vô cùng khẩn trương cảm ứng có quái vật khổng lồ đang di chuyển về hướng này Đội tâm nghiêm túc vội vàng báo cho viêm tinh tinh đang thao túng thuyền thái dương viêm tinh tinh lúc này là thiên thần vĩ đại nghe vậy liền nhìn vào bóng tối nàng cũng cảm ứng có dung chuyển đáng sợ tới gần đang nhanh chóng tới gần thuyền thái dương tốc độ còn nhanh hơn cả thuyền thái dương ánh mắt của nàng như hai cột sáng thô to trực tiếp xé rách bóng tối và nhìn thấy hình ảnh chân thật trong bóng tối có sương mù dày đặc sôi trào trong sương mù có từng ngọn núi trùng điệp ẩn hiện viêm tinh tinh hơi ngẩn ra nhìn thấy từng dãy núi do xương trắng tạo thành bị thần quang trong mắt nàng chiếu vào xương trắng đang di chuyển bỗng thét lên không ngừng ẩn núp dường như rất sợ ánh mắt của nàng sương mù bao quanh xương trắng dày hơn trước đó là biển mây và dãy núi liên tiếp, phía sau biển mây là hai ngọn núi lớn, một thế giới tịch mịch, phong đô, quỷ môn, phong đô thế giới nấp đi cực nhanh, nhanh chóng đuổi theo thuyền Thái Dương, sương mù dày đặc bao phủ chung quanh thuyền Thái Dương, người trên thuyền cảm thấy quy tắc thiên địa thay đổi, huyết nhục trên người lột đi và biến thành xương trắng, trong sương mù, những núi xương kia xuyên qua người bọn họ, tiếp theo dãy núi và sông nước bộc phát cho người bọn họ, thậm chí mặt trời trên thuyền Thái Dương cũng ảm đạm vô quang, biến thành màu xanh lục, mông lung viêm tinh tinh vươn tay quy tắc phong đô thế giới không thể thay đổi thân thể nàng nàng hiện tại quá mạnh mẽ đã không bị phong đô khống chế phong đô thế giới giống như không phải thực chất bọn họ cũng không ở cùng thế giới nàng không thể chạm vào bất cứ thứ gì của phong đô sau đó nàng nhìn thấy phong đô quỷ thánh nguy nga từng thần linh đỉnh thiên lập điện đứng thủ chung quanh như lâm đại địch trung tâm phong đô một ma thần mặc áo choàng bước ra khỏi bóng tối trải rộng ra bốn phương tám hướng thậm chí còn lớn hơn cả thuyền thái dương thuyền Thái Dương xuyên qua thân thể hắn, Viêm Tinh Tinh không nhìn thấy gương mặt hắn, chỉ nhìn thấy hai ánh mắt đỏ như lửa trong áo choàng. Vu, Phong đô thế giới đi qua, sương mù dày đặc sông về phía trước biến mất trong bóng đêm. Mặt trời dần dần khôi phục sáng rực, người trên thuyền cúi đầu xuống, nhìn thấy huyết nhục trên người trở về. bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Phong đô thế giới đang đi về hướng thần đoạn sơn mạch, Viêm Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn về phía thần đoạn sơn mạch, nơi đó là khu vực đám người trưởng thôn chặn giết thần linh thượng thương, chiến đấu rất kịch liệt ngọn núi thần đoạn sơn mạch liên tục thay đổi độ cao, có chìm vào lòng đất, thỉnh thoảng có kiếm quang đao quang cắt ra bầu trời, rung động lòng người, lại có đủ loại âm thanh vang lên giống như thần ma gào thét. Chăn châu ca ca cưỡi giao vương thần đi mượn thuyền nguyệt lượng, hắn nói thuyền nguyệt lượng cách nơi này rất xa, hắn cần lái thuyền từ giếng mặt trăng đi vào tinh hải, bảo ta đi tranh thủ một ít thời gian, không biết hắn có thể tới kịp hay không. Đó là cái gì? Viêm tinh tinh toàn lực lên đường đột nhiên lại giật mình, thấy thần đoạn sơn mạch và hướng đại cứ xuất hiện từng đám quỷ hỏa, không biết quỷ hỏa tới từ nơi nào mão nhật tinh hoàn trong mắt viêm tinh tinh bắn ra từng ánh lửa bay về hướng quỷ hỏa nhìn thấy trong quỷ hỏa chính là thuyền giấy vô hạn đang bay về hướng này đầu quỷ thuyền có đèn bão chiếu sáng bóng tối rất nhiều người giấy cưỡi hàng mã phi nước đại đang điên cuồng lao vào sương mù trên từng chiếc từng chiếc thuyền giấy là các lão già quần áo rách nát người cạnh đèn bão điều khiển thuyền xông vào sương mù dày đặc trong sương mù dày đặc có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng thần ma vĩ đại cũng cùng chém giết với đám người U quang thỉnh thoảng xuyên thủng hai thế giới, nhưng kỳ lại chính là những chấn động của hai bên không thể truyền vào trong thế giới hiện thực. Chấn động không có xung kích đến đại khư, không có tạo thành ảnh hưởng gì. Đó là u đô âm sai trong truyền thuyết, viêm tinh tinh kinh ngạc, u đô âm sai và phong đô đánh nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng không lo nghĩ nhiều như thế. Thuyền Thái Dương tiến lên, phóng tới thần đoạn sơn mạch. Thuyền Thái Dương cách chiến trường phong đô cùng u đô thế giới càng ngày càng gần. Trên chiến trường này có trường thôn, có chiến trường của đám người duyên khang quốc sư và thần linh thượng thương đồng thời chiến đấu rất thảm thiết nếu so sánh với chiến tranh giữa phong đô cùng u đô thì kém hơn không ít trên núi chiến đấu tất cả mọi người cực kỳ cường đại từng người có thể so với thần Ba, thần thông quảng đại nhưng bọn họ lại không biết chiến đấu dưới chân mình có quy mô to lớn và rung động lòng người hơn thuyền thái dương chạy đến phía dưới thần đoạn sơn mạch còn chưa gần viêm tinh tinh cảm giác tim đập nhanh từng đoàn đám quỷ hòa bay tới thế giới trong bóng tối từng chiếc thuyền giấy chen trúc lao tới phong đô thế giới trên thuyền giấy có những lão giả giống âm sai như đúc âm lãnh trầm lặng nhưng không thể nhìn kỹ gương mặt bọn họ mặt của bọn họ có một tầng xương mù bao phủ không nhìn thấy chân dung chỉ mơ hồ nhìn thấy đó là gương mặt bình thường vô số thuyền giấy lao đi như mũi tên nhanh chóng xuyên qua và xông vào phong đô thuyền giấy quỷ hỏa phía sau viêm tinh tinh nhìn thấy cảnh tượng kinh người nhìn thấy đôi rừng châu đang thiêu đốt trong bóng tối rừng châu quá lớn trên rừng châu có từng phiến đại lục đang hủy diệt vô số linh hồn đang đấu tranh tất cả đều rơi vào rừng châu Thổ bá, viêm tinh tinh vô cùng khẩn trương, nàng biết rõ hai thế giới khai chiến, tình hình vô cùng nguy hiểm. Nhưng khí thế chiến đấu trên thần đoạn sơn mạch rất cao, đã đến thời kỳ mấu chốt, bởi vậy cũng không thể không kiên trì điều khiển thuyền Thái Dương bay về hướng thần đoạn sơn mạch xung đi. Ba đồ, tư ba đồ, trong bóng tối sinh ra tiếng nổ vang, âm thanh giống như từ hư vô vọng về. Cường giả đang chiến đấu trên núi không nghe thấy gì, cũng không có phát giác tình huống khác thường, chỉ có thể nhìn thấy thuyền Thái Dương tới gần. Thuyền Thái Dương đang tới gần phong đô thế giới, viêm tinh tinh trên thuyền nghe được thấy u đô ngữ tối nghĩa nàng không rõ ý nghĩa bên trong phong đô diêm vương mặc áo choàng bóng tối bóng tối quấn quanh phong đô thành từng thần linh đứng dưới áo choàng bọn họ có vẻ cực kỳ nhỏ bé trong biển sương mù dày đặc người giấy hàng mã đang chiến đấu với thần ma trong mây mù lão già trên thuyền giấy đứng dậy xách theo đèn bão ánh đèn chiếu rọi từng khô lâu được ánh sáng chiếu vào liền tan thành mây khói diêm vương đưa tay toàn bộ phong đô thế giới an tĩnh lại tất cả đều bị định trụ thời gian cũng ngừng trôi diêm vương đưa tay một thanh thần kiếm xuất hiện và chém vào thế giới trong rừng châu ánh kiếm màu đen đi qua nơi nào không gian hóa thành thực chất tầng tầng lớp lớp không gian bị kiếm chém đứt viêm tinh tinh cảm thấy ra đầu tê dại không nghĩ ngợi nhiều toàn lực thôi thúc thuyền thái dương lao về hướng thần đoạn sân mạch thuyền thái dương đã đi vào phong đô cùng u đô tiến lên vô cùng gian nan đột nhiên tránh thoát cường giả hai bên chói buộc và đi ra ngoài viêm tinh tinh thở phào nhẹ nhõm lại quay đầu nhìn về phía sau phong đô cùng Udo đã biến mất cũng không thể nhìn thấy tình cảnh hai thế giới chiến đấu thật sự kỳ lạ trên thần đoạn sơn mạch đám người trưởng thôn đang đại chiến với thần linh thượng thương từng thần linh to lớn hoặc tám tay bốn chân hoặc ba đầu sáu tay cả người như hoàng kim đúc thành đủ loại trí bảo thần linh tỏa ra uy năng vô tận người trên núi huyết chiến cho dù là trưởng thôn cũng rất phí sức mình đầy thương tích mọi người bộc phát khí huyết đến cực điểm khí huyết phun trào sinh ra huyết quang phóng thẳng lên trời ầm uhm, bóng dáng to lớn rơi từ trên trời xuống rơi xuống trước thuyền thái dương nguyên thần duyên khang quốc sư bị đánh rơi cho dù được mệnh danh là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện cải cách biến pháp khi đối mặt lực lượng tuyệt đối cũng bị thiệt lớn duyên khang quốc sư bay lên không kiếm quang ngập trời kiếm pháp biến hóa khó lường và chém vào thần ma một mắt thần linh cúi đầu mở mắt thần quang vô tận bộc phát bao phủ thân thể duyên khang quốc sư vào trong âm thanh tấn công dữ dội vang lên kiếm quang của duyên khang quốc sư xoay tròn và sông thần quang độc nhãn cũng đâm vào đồng tử của hắn và truyền vào ót nhưng sau đó nắm đấm của thần linh độc nhãn đánh vào người duyên khang quốc sư nắm đấm to lớn đè lên thân thể hắn đánh hắn rơi vào đỉnh núi toàn bộ ngọn núi chìm vào lòng đất gáy của thần linh nứt ra một con mắt chui ra ngoài nó chuyển động tiếp tục nâng nắm đấm tấn công duyên khang quốc sư lần nữa nham hiểm như thế duyên khang quốc sư hộp máu ngửa đầu nhìn nắm đấm hạ xuống thần ma quay đầu lại độc nhãn trên gáy lộ ra vẻ châm chọc nhưng ta cũng không kém duyên khang quốc sư tươi cười kiếm giới thiên thứ nhất định giới thần ma hơi ngẩn ra kiếm quang ẩn nấp trong đầu của hắn mổ vang kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người